diễn biến phức tạp. Tính đến ngày 19 tháng 5, số người mắc COVID-19 là 10.652 người và số ca tử vong lên tới 115 người. Riêng phái bộ hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, số ca mắc là 225 người và đã có 3 ca tử vong. Đại biện lâm thời Oliha cũng nhờ Đại sứ Đặng Đình Quý chuyển lời cảm ơn chân thành của chính phủ và nhân dân Nam Sudan tới chính phủ Việt Nam vì đã cử bệnh viện dã chiến tới giúp trực tiếp và đào tạo cho cán bộ Nam Sudan. Thời điểm này, đối với Bắc Giang, việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 3 có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, sau 2 đợt tiêm phòng COVID-19 cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch hoàn thành vào đầu tháng 5 vừa qua, đã có những lo lắng thái quá đối với các phản ứng thông thường đã được cảnh báo khi tiêm, khiến nhiều người hoang mang, lo lắng. Thực hiện kế hoạch này thì chúng tôi đã tuyên truyền sâu rộng cho đến tất cả các đối tượng tiêm về cái lợi ích của tiêm vaccine, hai là những phản ứng có thể xảy ra trong tiêm. Thế và để đảm bảo công tác an toàn thì chúng tôi đã thực hiện khi tiêm là chúng tôi đã thực hiện một cái đội cấp cứu lưu động đặt tại điểm tiêm. Nếu có vấn đề gì là chúng tôi thực hiện cấp cứu ngay. Thứ hai là chúng tôi thực hiện đúng quy trình tiêm chủng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả đối tượng tiêm. Thông tin về ca tử vong sau tiêm phòng COVID-19 tại An Giang ngày 7 tháng 5 vừa qua được cho là sốc phản vệ trên nền cơ địa quá mẫn cảm với non-steroid, và hai trường hợp phản ứng sốc nhẹ sau tiêm phòng tại Bắc Giang vừa qua được ngành y tế nhận định là những trường hợp hy hữu rất hiếm gặp trong thực tế tiêm chủng vaccine COVID-19. Những người còn lại chỉ gặp các triệu chứng như đau vết tiêm, sốt nhẹ, buồn nôn. Đây là những phản ứng thông thường khi tiêm bất kỳ loại vaccine nào. Sau khi tiêm phòng COVID thì những cái phản ứng phụ chúng tôi cũng có xảy ra nhưng không gây ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân. Chỉ trong vòng 1-2 ngày thì bản thân sẽ trở lại bình thường. Chứ không có cái tình trạng là tiêm phòng COVID vào để xảy ra những cái biến chứng khác. Sau khi chúng tôi tiêm xong, toàn bộ lực lượng thuộc ban chỉ đạo xã Tân Tiến, các đồng chí đều an toàn. Bắc Giang đang trong giai đoạn cam go quyết liệt để ngăn chặn dịch bệnh. Đối với các lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch, thì vaccine phòng COVID-19 giúp họ có thêm một lớp lá chắn, bảo vệ họ an toàn khi tiếp xúc với ca bệnh hoặc làm việc lâu trong môi trường nguy cơ cao. Được là một cái nhóm ưu tiên, được tiêm vaccine đầu tiên trong cái đợt này. Sau khi tiêm vaccine, tôi cảm giác rất thoải mái, yên tâm, không lo lắng gì về vấn đề mắc COVID nữa. Một thứ hai là sau khi tiêm vaccine rồi, tôi sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ của phòng chống dịch COVID ạ. Gia đình nhà tôi thì biết là được tiêm phòng rất là tốt, nên là tôi đã đăng ký tiêm phòng cho cả vợ cả chồng nhưng mà vẫn chưa được tiêm ạ. Tôi mong muốn được tiêm phòng sớm, ngày nào thì tốt cho mình ngày đấy ạ. Trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, khó kiểm soát như hiện nay, thì việc cung cấp những thông tin chính xác về dịch bệnh và triển khai nhân rộng số lượng người được tiêm phòng vaccine COVID-19 có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế sự lây lan ra cộng đồng, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Đây cũng là mong muốn chính đáng của hầu hết mọi người dân. Cục Quản lý Thị trường Hà Nội vừa ban hành công văn hỏa tốc gửi trưởng các phòng, đội trưởng các đội quản lý thị trường trực thuộc về việc tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó, Cục sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với cơ sở không chấp hành quy định của thành phố về yêu cầu tạm dừng hoạt động để hạn chế lây lan COVID-19, lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng, định giá mua bán, thổi giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý để thu lợi bất chính, nhất là các mặt hàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 như là khẩu trang, thiết bị y tế, nước sát khuẩn, đồng thời bảo đảm công tác an toàn thực phẩm, bình ổn giá thị trường, giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống của nhân dân. Thưa quý vị, chiều nay tại thành phố Bắc Ninh, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dẫn đầu đã trao tặng ủng hộ nhân dân Bắc Ninh 5 tỷ đồng phòng chống dịch COVID-19. Ông Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao tỉnh Bắc Ninh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh. Số tiền ủng hộ này sẽ góp phần giảm bớt những khó khăn do dịch bệnh gây ra, cùng chính quyền nhân dân đẩy lùi dịch bệnh. Ông cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc tiếp tục phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội, tiếp tục vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời đề nghị tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các ngành triển khai các kịch bản bầu cử thích ứng với các tình huống, đồng thời quan tâm tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bầu cử đúng luật, an toàn. Hôm qua, Sư đoàn 3, Quân khu 1 đã tổ chức lễ xuất quân hơn 100 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại lễ xuất quân, Đại tá La Công Phương, Chính ủy Sư đoàn 3 đề nghị các cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, gian khổ, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Song song với lực lượng hỗ trợ đảm bảo an ninh, Sư đoàn 3 cũng cử lực lượng hỗ trợ hậu cần giúp chuẩn bị các suất ăn cung cấp cho các bệnh viện, khu cách ly y tế phòng chống COVID-19. Từ ngày 20 tháng 5, tại đơn vị,
Các cán bộ chiến sĩ thực hiện nấu khoảng 2.000 suất cơm mỗi ngày, sau đó dùng phương tiện vận chuyển đến các địa điểm của tỉnh Bắc Giang. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong những ngày qua, nhiều đoàn công tác của Trung ương và địa phương đã triển khai chi viện cho Bắc Giang cả về nhân lực lẫn vật lực. Với những nhiệt huyết đặc thù của tuổi trẻ ngành y, hơn 200 cán bộ và sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cũng đã góp mặt và hỗ trợ tối đa cho công tác xét nghiệm cũng như truy vết các ca nhiễm tại địa phương. Như thông lệ, 20 tối hàng ngày, nhóm sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lại tập trung để nhận phân công tới các điểm lấy mẫu xét nghiệm. Các anh chị ơi, hiện tại đang thiếu 5 sinh viên ạ. Có anh chị nào có đủ sức khỏe để mình đi không ạ? Cùng với nhiều đoàn công tác khác, các em đã tới Bắc Giang được gần tuần nay. Đợt chi viện cho Bắc Giang lần này, hơn 200 sinh viên của trường đã xung phong ra tuyến đầu. Phần lớn là sinh viên mới, tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng đây là lần thứ hai các em được tham gia trực tiếp vào công tác phòng chống dịch. Sự chủ động cho công việc là điều dễ dàng nhận thấy. Bây giờ mình sẽ cần 3 bàn ghi, thì sẽ có 6 người. Bắt đầu giơ tay nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, có 3 người lấy mẫu nào. 1, 2, 3 người lấy mẫu. 2 người còn lại giúp mình phân luồng lúc đầu nha. Điểm xét nghiệm hôm nay là một khu dân cư lớn tại thành phố Bắc Giang với hơn 1.000 mẫu. Cũng bởi có kinh nghiệm và sự chủ động, toàn bộ quá trình lấy mẫu xét nghiệm cho bà con cư dân diễn ra rất suôn sẻ. Đầu tiên là bọn em sẽ phải hỏi lại tên để xác nhận xem đấy có phải là bệnh nhân cần xét nghiệm hay không. Sau đó bọn em sẽ hướng dẫn người ta để cách lấy mẫu. Mỗi tổ bọn em thì sẽ có một ekip làm riêng và mỗi người sẽ có một công việc riêng. Ví dụ như là mấy bạn lấy mẫu ghi và có bọn em là phân luồng. Thì mọi người sẽ phải giãn cách ra 2 mét, mỗi người khoảng cách ít nhất là 2 mét để không có trường hợp là lây nhiễm chéo với nhau. Giờ đã là thời điểm hơn 23 giờ đêm, tuy nhiên lượng người dân đổ về địa điểm xét nghiệm này vẫn còn rất đông. Có lẽ lúc này anh em phóng viên chúng tôi là những người được trải nghiệm một cách chân thực nhất về cái nóng của những bộ đồ bảo hộ, cái mệt của khối lượng công việc. Cũng từ đây, sự tôn trọng và lòng khâm phục của chúng tôi đối với các em sinh viên cũng vì thế mà lớn dần. 12 giờ đêm, khi những mẫu xét nghiệm cuối cùng đã hoàn tất, cả nhóm mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Dù mệt, nhưng ánh mắt của những y bác sĩ tương lai này vẫn tràn đầy nhiệt huyết và một niềm tin chiến thắng trước dịch bệnh. Thì cái cảm nhận của em khi được mà chung tay với mọi người trong cái việc mà hỗ trợ địa phương phòng dịch ấy, thì em thấy thế nào? Thì em nghĩ đây là một việc tốt, cũng có thể giúp đỡ cho mọi người. Đấy. Kiểu vượt qua Bắc Giang, vượt qua được cái đợt dịch này, em cũng có phần một ít thôi. Nhưng mà cũng không nhiều, nhưng mà cũng là được một ít. Đối với các sinh viên nữ, xa gia đình trong nhiều ngày chắc chắn sẽ là những trải nghiệm vô cùng khó khăn. Nhưng một chút hỏi han, động viên từ người thân ở quê nhà luôn là động lực lớn giúp các em tiếp tục những công việc gian nan phía trước. Trong buổi hôm nay có cái chuyện gì vui không? Alo mẹ ạ, vừa nãy mẹ gọi cho con ạ. Lúc đấy con đang lấy mẫu nên con không nghe được. Bọn con vừa xong rồi, bây giờ mới xong. Mẹ đi ngủ chưa? Vâng. Thế thôi, mẹ cứ giữ gìn sức khỏe ở nhà nhé. Ở đây bọn con có đồ bảo hộ các thứ an toàn hết rồi, mẹ không phải lo đâu. Cơm Bắc Giang ngon lắm ạ. Vâng, chưa biết khi nào bọn con sẽ về. Có gì con bảo mẹ nhé, mẹ đi ngủ sớm đi ạ. Gần 1 giờ sáng, chuyến xe chở nhóm sinh viên cuối cùng mới về đến khu tập trung. Đêm nay, trời Bắc Giang có mưa, cơn mưa dù to nhưng cũng chỉ đủ để hạ nhiệt cái nóng gay gắt của những ngày đầu hè mà không hề làm suy giảm nhiệt huyết của các sinh viên trẻ nơi tuyến đầu chống dịch.
Nhằm chia lửa với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, 4 bệnh viện khác của Hà Nội cũng đã chuẩn bị sẵn sàng 440 giường bệnh để tiếp tục điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong đó, thì Bệnh viện Đức Giang chuẩn bị 150 giường bệnh, Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long 50 giường bệnh, Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn 100 giường bệnh và Bệnh viện Hà Đông 140 giường bệnh. Những giường bệnh này được thực hiện trong một khu cách ly riêng biệt và luôn sẵn sàng nhân lực, vật lực để tiếp nhận bệnh nhân COVID-19, góp phần giảm tải cho Bệnh viện tuyến Trung ương. Hôm nay, Bộ phận Thường trực đặc biệt hỗ trợ chống dịch của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, trưởng bộ phận làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với ngành y tế Bắc Ninh về công tác phòng chống dịch bệnh. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhận định Bắc Ninh đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, thì trong thời gian qua, ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng lên, bệnh nhân nặng nhiều hơn. Thứ trưởng lưu ý Bắc Ninh cần linh hoạt trong vận dụng các quy định giãn cách theo chỉ thị số 15 và chỉ thị 16 của Chính phủ, có thể điều chỉnh một số điều tương ứng với thực tế. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, Bộ Y tế chuyển giao tài liệu tập huấn trực tuyến, kiểm tra rà soát lại các nội dung đã thực hiện, đồng thời đưa các giải pháp hỗ trợ Bắc Ninh về nhân lực, vật tư y tế, trang thiết bị, điều trị bệnh nhân. Tiếp đó, đoàn công tác đã kiểm tra cơ sở vật chất và phương án chuẩn bị điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến, Trường Sĩ quan Chính trị tỉnh Bắc Ninh. Dự kiến chiều cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên. Hiện nay, công suất điều trị của bệnh viện là hơn 200 giường bệnh. Trong thời gian tới, dự kiến nâng công suất lên 500 giường bệnh. Tính đến sáng ngày 20 tháng 5, thì tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 là 371 ca, trong đó nhiều nhất ở huyện Thuận Thành với 307 ca, huyện Yên Phong là 30 ca, thành phố Bắc Ninh ghi nhận 17 ca. Trong đó có 29 bệnh nhân nặng phải thở oxy và một bệnh nhân lọc máu liên tục tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên, sáng ngày hôm nay 19 tháng 5, tỉnh tiếp tục ghi nhận 7 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 4 trường hợp liên quan tới chủng ca bệnh tại xã Sisapin, huyện Nậm Pồ, hiện đang thực hiện cách ly y tế. Đáng chú ý là có 3 trường hợp còn lại đều là nhân viên y tế làm việc trong Bệnh viện Dã chiến Điện Biên Phủ. Ngay sau khi ghi nhận các ca dương tính ở Bệnh viện Dã chiến, Sở Y tế tỉnh đã chỉ đạo phong tỏa tạm thời bệnh viện, chỉ tiếp nhận bệnh nhân điều trị COVID-19, tiến hành họp bàn đánh giá tình hình, kiểm soát các yếu tố nguy cơ lây nhiễm, tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện Dã chiến Điện Biên Phủ. Sở Y tế cũng quyết định thành lập tổ tăng cường công tác dịch bệnh trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, gồm có 30 người, tăng cường 8 cán bộ y tế bổ sung cho các trạm y tế trên địa bàn thành phố thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, sáng nay 20 tháng 5, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành phong tỏa hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu thuộc phường 5, quận 3. Đây là khu vực có một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đang chờ kết quả xét nghiệm. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại con hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì các lực lượng chức năng và y tế đang tiến hành lập danh sách và lấy mẫu toàn bộ cư dân đang sinh sống tại khu vực này, vì có một ca có kết quả xét nghiệm là dương tính lần 1 trong sáng nay đang sinh sống tại con hẻm này. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, một trường hợp nữ sinh năm 1963 cư ngụ tại quận 3, nghề nghiệp bán quán ăn tại số nhà 287/5 có kết quả sàng lọc nghi ngờ nhiễm COVID-19. Sau khi tiếp nhận thông tin, thành phố đã tiến hành các biện pháp phòng chống dịch tại điểm có ca nghi nhiễm. Thông báo trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 5 năm 2021 cho đến nay, người dân nào có đến nhà số 287/5 Nguyễn Đình Chiểu và số 289 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, ăn uống hoặc tiếp xúc với người nhà ở địa chỉ trên, xin nhanh chóng liên hệ với trạm y tế phường 5, quận 3 hoặc các cơ sở y tế để được xét nghiệm và lấy mẫu theo quy định. Hai đầu hẻm Nguyễn Đình Chiểu và Võ Văn Tần đã được thực hiện đồng thời phong tỏa. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cũng đã cử đội lấy mẫu đến giám sát và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đối với người dân sinh sống tại hẻm này. Điều tra ban đầu đã truy vết 15 trường hợp tiếp xúc gần tại nơi ở và chuyển đi cách ly lấy mẫu xét nghiệm khẩn. Trước đó, ngày 19 tháng 5, người này có triệu chứng bệnh đường hô hấp đến khám tại Trung tâm Medic Hòa Hảo, sau đó chuyển sang Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và được cách ly ngay sau đó. Kết quả sáng ngày 20 tháng 5 cho thấy trường hợp này đã dương tính lần 1 với COVID-19. Xin kính chào quý vị và các bạn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sự chủ quan mất cảnh giác của nhiều cá nhân tổ chức, sự chậm trễ lúng túng ứng phó khi dịch bùng phát của một số địa phương, đó chỉ là một trong rất nhiều nguyên nhân làm bùng phát được dịch COVID-19 thứ tư tại Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta đang kiên trì thực hiện các biện pháp chủ động tấn công là 5K, vaccine và xét nghiệm sàng lọc diện rộng. Bản tin tổng hợp về COVID-19 ngày 20 tháng 5 trên kênh truyền hình Thông Tấn sẽ tiếp tục có cái nhìn toàn cảnh về tình hình dịch bệnh trong 24 giờ qua.
Tài chính vừa trình Chính phủ xem xét phê duyệt việc thành lập quỹ vaccine phòng COVID-19. Trên tính toán của Bộ Y tế, Việt Nam dự kiến mua 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người, với tổng nhu cầu kinh phí ước tính khoảng 25.200 tỷ đồng. Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã thay mặt Chính phủ Việt Nam trao tặng tượng trưng vật tư y tế phòng chống COVID-19 tới Chính phủ Cộng hòa Nam Sudan. Số vật tư y tế trao tặng gồm 1.000 bộ quần áo bảo hộ và 150.000 khẩu trang kháng khuẩn. Thưa quý vị, hôm nay nước ta đã ghi nhận thêm 2 trường hợp tử vong có liên quan tới COVID-19. Bản đồ dịch tễ cũng đã xuất hiện thêm những tỉnh thành mới, trong đó tình hình dịch bệnh tại địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn diễn biến phức tạp khi đã có tổng số trường hợp F0 trên 600 ca, F1 gần 9.000 trường hợp và F2 gần 37.000 trường hợp. Bắc Giang trở thành một trận địa và cả nước đang dồn sức chi viện cho địa phương này. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả quy trình xét nghiệm, máy hấp và tài khoản này đã được Tổ chức Xét nghiệm Lưu động số 1 Học viện Quân y đưa vào sử dụng. Thông qua thiết bị, toàn bộ vật phẩm y tế sau công đoạn xét nghiệm sẽ được thu gom và xử lý an toàn trước khi được thải ra môi trường. Trong gần 2 ngày qua, nhân lực và vật lực của Tổ xét nghiệm lưu động này luôn được huy động tối đa. Chỉ sau chưa đầy một ngày thì hệ thống xét nghiệm lưu động này đã được nhanh chóng thiết lập với đầy đủ các trang thiết bị tốt nhất phục vụ công tác xét nghiệm và truy vết các ca nhiễm. Theo các bác sĩ của Học viện Quân y thì hệ thống này trung bình mỗi ngày sẽ thực hiện được hơn 1.000 ca xét nghiệm với tỷ lệ chính xác rất cao. Và việc hệ thống được đi vào hoạt động thì rõ ràng đã góp phần giảm tải rất lớn cho lực lượng y tế của địa phương trong quá trình chiến đấu với dịch bệnh. Bên cạnh những trang thiết bị chuyên dụng, lực lượng quân sự y tế từ các địa phương cũng đã đến và triển khai nhiệm vụ từ nhiều ngày qua. Dù thời tiết nắng nóng, điều kiện sinh hoạt khó khăn, nhưng những người lính áo trắng vẫn luôn kiên cường, hoàn thành nhiệm vụ với tất cả sức lực và sự tận tâm. Cái thời tiết nắng nóng thì đều rất là khó chịu, nhất là mặc cái bộ trang phục như thế này. Trong thời gian dài không uống nước, không đi vệ sinh các thứ, nhưng mà đặc biệt thì với nhân viên nữ thì còn khó khăn hơn. Chúng tôi đến tỉnh Bắc Giang là có 200 người chiến sĩ. Thế thì chúng tôi chia làm 10 đoàn nhỏ, 10 tổ nhỏ để chúng tôi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho từng khu vực, từng địa phương nhỏ một để đảm bảo rằng là thời gian lấy mẫu nhanh nhất. Tất cả các xét nghiệm một cách hiệu quả nhất bằng kinh nghiệm và bằng trí tuệ, bằng vật lực của cả các tỉnh, của cả nhà nước hỗ trợ thì chúng tôi dùng hết sức mình và thời gian đang có để làm cho dịch bệnh lùi nhanh nhất. Thực tế, số ca nhiễm tại Bắc Giang những ngày qua đang tăng rất nhanh. Bên cạnh đó là sự phức tạp của các ổ dịch. Theo các chuyên gia y tế, ngoài việc khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch, việc áp dụng những kinh nghiệm trong phòng chống dịch từ các địa phương khác cũng vô cùng cần thiết đối với Bắc Giang vào lúc này. Quan trọng nhất đối với Bắc Giang bây giờ là thực hiện tốt cái việc mà giãn cách trong khu cách ly để làm sao mà số ca nó không tăng lên. Theo số liệu mới nhất từ Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 Bắc Giang, 2 ngày qua, tốc độ xét nghiệm và truy vết các ca nhiễm của địa phương đã được cải thiện hơn 20.000 mẫu mỗi ngày. Có thể thấy, bằng nhiều hình thức, từ nhân lực tới vật lực, quá trình chi viện của Trung ương và các địa phương đã giúp Bắc Giang bước đầu vượt qua những trở ngại trong công cuộc đấu tranh với dịch bệnh lần này. Điểm đáng chú ý, trong đợt dịch lần này ghi nhận hệ số lây nhiễm rất cao do cùng lúc xuất hiện hai biến chủng SARS-CoV-2 mạnh nhất hiện nay đến từ Ấn Độ và Anh. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 lây truyền trong không khí và môi trường kín. Kết quả giải trình tự gen virus SARS-CoV-2 mẫu bệnh nhân đợt dịch lần này cũng tại nhiều địa phương cho thấy hầu hết những bệnh nhân nhiễm biến chủng SARS-CoV-2 của Ấn Độ. Do đó, các chuyên gia đã khuyến cáo mọi người thực hiện nghiêm túc các biện pháp 5K, trong đó đeo khẩu trang đúng cách, khử khuẩn, giữ khoảng cách. Đây cũng là cách ủng hộ và cổ vũ tinh thần chống dịch cho tuyến đầu mà những sự hy sinh thầm lặng đang diễn ra hàng ngày. Họ đã làm việc không biết mệt mỏi, chưa bao giờ câu nệ than thân. Như thông lệ, 20 tối hàng ngày, nhóm sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lại tập trung để nhận phân công tới các điểm lấy mẫu xét nghiệm. Các anh chị ơi, hiện tại đang thiếu 5 sinh viên ạ. Có anh chị nào có đủ sức khỏe để mình đi không ạ? Cùng với nhiều đoàn công tác khác, các em đã tới Bắc Giang được gần tuần này. Để
đợt chi viện cho Bắc Giang lần này, hơn 200 sinh viên của trường đã xung phong ra tuyến đầu. Điểm xét nghiệm hôm nay là một khu dân cư lớn tại thành phố Bắc Giang với hơn 1.000 mẫu. Cũng bởi có kinh nghiệm và sự chủ động, toàn bộ quá trình lấy mẫu xét nghiệm cho bà con cư dân diễn ra rất suôn sẻ. Dạ, đầu tiên là bọn em sẽ phải hỏi lại tên để xác nhận xem đấy có phải là bệnh nhân cần xét nghiệm hay không. Sau đó bọn em sẽ hướng dẫn người ta để cách lấy mẫu ạ. Mỗi tổ bọn em thì sẽ có một ekip làm riêng và mỗi người sẽ có một những người sẽ có một công việc riêng, ví dụ như là mấy bạn lấy mẫu ghi và có bọn em là phân luồng thì mọi người sẽ phải giãn cách ra 2 mét, mỗi người khoảng cách ít nhất là 2 mét để không có trường hợp là lây nhiễm chéo với nhau. 12 giờ đêm khi những mẫu xét nghiệm cuối cùng đã hoàn tất, cả nhóm mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Dù mệt nhưng ánh mắt của những y bác sĩ tương lai này vẫn tràn đầy nhiệt huyết và một niềm tin chiến thắng trước dịch bệnh. Thì cái cảm nhận của em khi được mà chung tay với mọi người trong cái việc mà hỗ trợ địa phương phòng dịch ấy, thì em thấy thế nào? Thì em nghĩ đây là một việc tốt, cũng có thể giúp đỡ cho mọi người. Đấy, kiểu vượt qua Bắc Giang, vượt qua được cái đợt dịch này, em cũng có phần một ít thôi, nhưng mà cũng không nhiều, nhưng mà cũng là được một ít. Gần 1 giờ sáng, chuyến xe chở nhóm sinh viên cuối cùng mới về đến khu tập trung. Đêm nay, trời Bắc Giang có mưa, cơn mưa dù to nhưng cũng chỉ đủ để hạ nhiệt cái nóng gay gắt của những ngày đầu hè mà không hề làm suy giảm nhiệt huyết của các sinh viên trẻ nơi tuyến đầu chống dịch. Vâng, chúng ta đã chuẩn bị cho kịch bản có tới 30.000 ca mắc COVID-19, gấp hàng chục lần con số hiện tại qua cả 4 đợt dịch. Nhưng đó sẽ là tình huống xấu nhất không ai muốn và cố gắng không thể xảy ra bởi lo ngại về sức chống chịu của ngành y tế cũng như nền kinh tế của cả đất nước và mỗi gia đình. Nên dù hiện tại không phong tỏa diện rộng như những đợt dịch trước, nhưng mỗi người dân Việt giờ đang thực sự bước vào cuộc chiến cam go nhất mà nếu để thất thủ sẽ không hình dung được hậu quả nguy hại đến mức nào. Mỗi người dân có thể không cần phải là một pháo đài, gang thép mà trong trận chiến dường như đang ở thời khắc cuối cùng này, mỗi người hãy là chính mình, là những con người vốn biết sống yêu thương và trách nhiệm, chấp nhận sự hy sinh thiệt thòi vì chính mình. Đến đây bản tin COVID-19 cũng xin được dừng lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cũng trong sáng nay thì Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra nghi vấn một đường dây tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để hoạt động lừa đảo. Thủ đoạn chủ yếu mà nhóm này thực hiện là kêu gọi đầu tư, mua bán chứng khoán, tiền ảo trên mạng internet. Qua công tác nghiệp vụ, Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an huyện Nhà Bè phát hiện 3 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam đang cư trú tại một căn biệt thự trên địa bàn xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Qua đấu tranh, đối tượng Linh Hanh Giao khai đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua biên giới phía Bắc vào ngày 21 tháng 3 rồi được đưa vào thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượng trên đều khi nhập cảnh vào Việt Nam thì được đối tượng Linh Chien đón và bố trí chỗ ở. Kiểm tra tại căn biệt thự, công an phát hiện các dữ liệu trong máy tính của các đối tượng thể hiện việc hoạt động môi giới chứng khoán và tiền ảo, không có người Việt Nam tham gia. Cơ quan điều tra tình nghi các đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam hoạt động lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư, mua bán chứng khoán, tiền ảo trên mạng internet. Tối ngày 19 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế đối với 326 hộ gia đình với 1.291 nhân khẩu tại thôn Kiều, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du từ 0 giờ ngày 20 tháng 5 sau 14 ngày cách ly y tế vì liên quan đến các ca mắc COVID-19. Đúng 0 giờ ngày 20 tháng 5, chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại thôn Kiều, xã Hiên Vân đã chính thức được dỡ bỏ. Mặc dù lệnh cách ly y tế được dỡ bỏ nhưng người dân thôn Kiều vẫn tuân thủ theo đúng nguyên tắc phòng chống dịch không tập trung nơi đông người. Tôi về nhà ngoại chơi thì hôm sau bị cách ly luôn. Thì hôm nay là ngày dỡ chốt thì tôi đi về nhà chồng. Hôm nay được dỡ chốt tôi cảm thấy rất là vui ạ. Nhìn chung là dân tình cũng phấn khởi. Tôi đến ngày hôm nay được dỡ chốt thì dân đã đẩy lùi được cái bệnh dịch COVID-19. Thôn Kiều, xã Hiên Vân là một trong những địa phương ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh với 4 ca mắc. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và người dân, đến nay sau 14 ngày, địa phương không phát sinh thêm ca mắc mới. Thưa quý vị và các bạn, sau 14 ngày cách ly y tế, chốt kiểm dịch tại thôn Kiều, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã chính thức được dỡ bỏ từ 0 giờ đêm nay. Đây không chỉ là niềm vui của người dân thôn Kiều mà còn là niềm vui của người dân trong tỉnh, khẳng định nỗ lực của chính quyền và nhân dân trong tỉnh Bắc Ninh trong công tác phòng chống COVID-19.
Tính từ ngày 5 tháng 5 đến 18 giờ ngày 19 tháng 5, tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 357 ca mắc COVID-19 tại 7 trên 8 huyện thị xã thành phố. Trong đó, huyện Thuận Thành là địa phương có số ca mắc cao nhất tỉnh với 294 ca. Huyện Tiên Du ghi nhận 5 ca, trong đó có 4 ca ở Thôn Kiều. Vào ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 64 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Hiền là y sĩ đã nghỉ hưu và vợ là bà Đỗ Thị Dung, trú tại phố Nguyễn Bình Khiêm, do có hành vi không báo cơ quan chức năng khi phát hiện ca ho sốt trong cộng đồng. Trước đó, vào ngày 16 tháng 5, thì ông Hiền và bà Dung đã đến truyền nước cho hai bệnh nhân có biểu hiện ho sốt trong cộng đồng. Tuy nhiên, cả hai người đều không thông báo đến các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Đến khi hai người này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, thì đã có nhiều trường hợp tiếp xúc gần, trong đó có cả ông Hiền và bà Dung. Trước đó, vào ngày 15 tháng 5, thì bác sĩ Đồng Văn Dinh ở thôn Tằng Hạ, xã Gia Xuyên cũng bị Chủ tịch thành phố Hải Dương ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng do không thông báo với cơ quan chức năng khi phát hiện người nghi mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Quyết định gia hạn phong tỏa có hiệu lực từ ngày 21 tháng 5, được ban hành cùng hướng dẫn cụ thể về các biện pháp phòng chống dịch trên toàn quốc theo 3 cấp độ tương ứng với 3 màu, đỏ, vàng và xanh. Cụ thể, vàng và đỏ là những khu vực có ca mắc mới COVID-19 trong vòng 14 ngày. Các khu vực này phải đóng cửa các nhà máy, cửa hàng không thiết yếu. Người dân trong vùng bị cấm ra ngoài, không được phép tụ tập quá 10 người hay ăn uống tập thể dưới mọi hình thức. Trong khi đó, màu xanh là khu vực không có ca mắc từ 14 ngày trở lên. Tại cuộc họp báo chiều 20 tháng 5, Bộ Y tế Lào cho biết nước này chỉ ghi nhận 14 trường hợp nhiễm COVID-19 trong 24 giờ qua. Mặc dù đây là con số thấp nhất được phát hiện tại nước này trong 30 ngày trở lại đây, tuy nhiên, việc chính phủ Lào vẫn tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa cho thấy nước này vẫn đang hết sức cảnh giác với nguy cơ bùng phát trở lại của dịch bệnh. Phạm Kiên, phóng viên Thông tấn Việt Nam đưa tin từ Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Nam Định đã ghi nhận 6 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng. Để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, tỉnh Nam Định đã phong tỏa 3 khu dân cư là nơi ở của các gia đình có người mắc COVID-19, đồng thời áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân tại các khu vực giãn cách xã hội đã nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng chống COVID-19. Ghi nhận của các phóng viên truyền hình Thông tấn. Quán ăn này tại thị trấn Cổ Lễ hàng ngày thu hút rất đông khách hàng, doanh thu đạt trên 5 triệu đồng một ngày. Tuy nhiên, từ khi địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng, chủ quán đã chủ động đóng cửa để phòng chống dịch. Dịch phát triển như này thì rất là ảnh hưởng đến các quán và ảnh hưởng đến trực tiếp và sâu rộng nhất là các quán ăn thị trường xung quanh đây. Thì mặc dù biết là vậy nhưng mà các quán ở đây vẫn chấp hành nghiêm chỉnh đóng cửa quán. Ý thức của người dân tại khu vực giãn cách xã hội cũng được nâng cao khi hầu hết mọi người đều chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch. Nhiều cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu, các khu vui chơi, dịch vụ giải trí đều dán biển thông báo tạm ngừng dịch vụ. Người dân không tụ tập đông người và thực hiện theo đúng khuyến cáo 5K. Bà con cũng là đồng lòng trong cái việc là phòng chống dịch là trên hết tất cả cái sức khỏe của bà con và cũng như mọi người cũng thực hiện là đóng cửa và giãn cách xã hội rồi khẩu trang ra ngoài thực hiện 5K của Chủ tịch Chính phủ. Huyện Trực Ninh hiện có 3 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó có 2 trường hợp là học sinh đang học tại các trường học trên địa bàn huyện. Các cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ học sinh, khẩn trương truy vết các trường hợp F2, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân tự chủ động phòng chống dịch. Tuy nhiên, việc theo dõi các trường hợp F2 đang gặp nhiều khó khăn. Cái khó nhất của trên địa bàn của huyện Trực Ninh đó là trong cái quá trình theo dõi của các trạm y tế với đối tượng này thì do lực lượng mỏng nên là chúng tôi là có cái gặp khó khăn trong vấn đề theo dõi sức khỏe của công dân mà có cái liên quan tới các công dân mà là F2 trên địa bàn toàn huyện. Tỉnh Nam Định ghi nhận 6 ca mắc COVID trong cộng đồng tại các huyện Trực Ninh, Giao Thủy và Y Yên, trong đó có nhiều ca nhiễm có lịch trình di chuyển phức tạp. Do đó, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc ngăn chặn dịch bệnh thì ý thức, tinh thần trách nhiệm và sự tự giác của mỗi cá nhân là yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên cử đoàn hỗ trợ lực lượng y tế đến Bắc Giang trên tuyến đầu chống dịch. Ngay sau khi có mặt tại Bắc Giang, đoàn thầy thuốc tình nguyện của tỉnh Bắc Ninh với 200 y bác sĩ đến từ Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí đã có mặt tại các điểm của Bắc Giang để hỗ trợ công tác lấy mẫu và xét nghiệm nhanh cho người dân địa phương và công nhân trong các khu công nghiệp.
Trạm y tế xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, 19 giờ tối ngày 17 tháng 5, 20 y bác sĩ tình nguyện của Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đang gấp rút chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người dân trong xã. Khi mà chúng tôi đã nhận được tin là các bác sĩ lên tăng cường cho phòng chống dịch cho Bắc Giang thì tất cả nhân dân ở xã Tăng Tiến nói riêng và nhân dân Bắc Giang là nói chung cảm thấy rất là cảm động. Và hôm nay thì các bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm cho toàn thể nhân dân thì tôi cảm thấy là các bác sĩ rất là vui vẻ mà chăm sóc tận tình. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo và điều phối rất là tốt các cái hoạt động để cho đoàn có những điều kiện làm việc tốt nhất. Và về con người, về người dân khi mình đi lấy mẫu tại các khu công nghiệp cũng như lấy mẫu cộng đồng như ngày hôm nay thì cái người dân ở nói chung ở Bắc Giang ấy là phối hợp cùng với đoàn khá là tốt. Chúng tôi đều luôn luôn nêu cao tinh thần và xác định rằng là chúng tôi phối hợp tốt với lại chính quyền địa phương để chúng tôi có một cái quyết tâm làm sao mà truy vết và phải khoanh vùng thật nhanh và dập dịch thật nhanh. Có mặt tại tỉnh Bắc Giang từ chiều ngày 15 tháng 5, 200 cán bộ y bác sĩ đến từ Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí đã chia thành 10 nhóm làm việc, thay ca liên tục từ 6 giờ sáng cho đến đêm khuya tại những điểm nóng về dịch trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Đây là đội ngũ có trình độ chuyên môn vững vàng và dày dặn kinh nghiệm trong công tác thu dung, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Đoàn công tác của chúng tôi thì khi mà nhận nhiệm vụ lên đường tới tỉnh Bắc Giang thì chúng tôi đặt ra một cái quyết tâm cao nhất để chúng tôi làm sao có thể là hoàn thành với một cái kết quả tốt nhất cùng với nhân dân tỉnh Bắc Giang để khống chế cái đợt dịch COVID-19 này. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cùng đồng hành cùng với nhân dân của tỉnh Bắc Giang tới khi nào mà chúng ta sẽ cơ bản khống chế được dịch COVID-19. Trong 3 ngày làm việc không mệt mỏi từ ngày 15 đến 17 tháng 5, các y bác sĩ của Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí đã lấy được hơn 20.000 mẫu xét nghiệm, góp phần quan trọng cùng với lực lượng y tế sàng lọc phát hiện sớm các ca mắc COVID-19. Và tấm băng rôn được treo trước cửa khách sạn, nơi các nhân viên y tế của tỉnh Quảng Ninh lưu trú cũng chính là lời cảm ơn chân thành nhất của người dân Bắc Giang đối với sự hỗ trợ quý báu của tỉnh bạn. Ngay trong sáng ngày 20 tháng 5, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã tổ chức cho hơn 200 cán bộ chiến sĩ lên đường hành quân đến Bắc Giang, quán triệt và giao nhiệm vụ đối với các cán bộ chiến sĩ. Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát Cơ động yêu cầu cán bộ chiến sĩ trong lực lượng duy trì tổ chức lực lượng, ứng trực đảm bảo quân số, sẵn sàng hỗ trợ công an địa phương tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự. Cùng với đó là hỗ trợ cấp ủy chính quyền địa phương kịp thời ngăn chặn phòng chống dịch bệnh. Riêng bản thân tôi là một nữ chiến sĩ cảnh sát cơ động thì luôn mang trong mình sự nhiệt huyết và đầy lòng tự tin. Và sau khi mà lễ ra quân thì chúng tôi càng vững tin hơn và hứa quyết tâm sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ sẽ được cấp trên giao phó. Nhận được lệnh của cấp trên triển khai phương án về phòng dịch tại Bắc Giang, chúng tôi những cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao, kết hợp cùng với các đơn vị khác cũng như các lực lượng khác và người dân địa phương quyết tâm chống dịch và đẩy lùi dịch. Đến nay, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã hỗ trợ cho Bắc Giang gần 600 cán bộ chiến sĩ trong công tác phòng chống dịch. Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động quán triệt, cán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ phải thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan và đảm bảo an toàn sức khỏe trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn được phân công. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cho biết, đến nay sau khi đóng cửa 4 khu công nghiệp, giãn cách xã hội 4 huyện và thành phố Bắc Giang, tỉnh đã quản lý được toàn bộ công nhân liên quan đến ổ dịch, đồng thời tập trung phòng chống dịch lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện tại, hai nguồn lây ở Bắc Giang là từ khu công nghiệp ra và liên quan đến ổ dịch ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Địa phương nhận định số F0 trong một số ngày tới sẽ tiếp tục tăng, nhưng tất cả đều trong khu cách ly, không lây lan rộng ra cộng đồng. Tháng 27 là bây giờ là cái giai đoạn này là ý thức của người dân. Thế cho nên là tập trung mạnh cái tuyên truyền, cái tổ chức cho nhân dân tự phòng dịch tại gia đình rồi thông qua cái tổ COVID cộng đồng. Thế rồi xử lý nghiêm những cái trường hợp mà vi phạm các cái quy định về cách ly giãn cách. Thế và cũng đẩy mạnh cái xét nghiệm. Những xét nghiệm thì theo cái hướng là xác định những cái khu vực mà có nguy cơ thì sẽ tập trung xét nghiệm.
Còn tại Bắc Ninh, các ca mắc COVID-19 xuất hiện tại tất cả 8 huyện thị thành phố. Ngoài cộng đồng vẫn còn nguồn lây, đáng chú ý đã xuất hiện 6 ca dương tính trong khu công nghiệp. Sau khi khoanh gọn các ổ dịch ngoài cộng đồng, tỉnh Bắc Ninh quyết tâm giữ các khu công nghiệp không phải ngừng hoạt động. Bắc Ninh đang phối hợp với Bắc Giang để có phương án đảm bảo hoạt động, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất của các tập đoàn lớn, đa quốc gia nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu thí điểm cho các ca F1 cách ly tại nhà với những gia đình có điều kiện về nhà cửa, có khoảng cách với những nhà xung quanh, đồng thời giám sát bằng công nghệ và sự giúp đỡ của hàng xóm lân cận nhằm giảm tải cho các khu cách ly tập trung trong trường hợp quá tải. Liên quan đến vấn đề khai báo y tế, Phó Thủ tướng cho biết những ngày qua Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Tổ phân tích dữ liệu của Ban chỉ đạo đã rất tích cực triển khai hệ thống hỗ trợ khai báo y tế, theo dõi sức khỏe của các đối tượng tiếp xúc gần với các ca nhiễm. Đối với tất cả các huyện, thành phố và những nơi có liên quan khu nghiệp thì cũng nên yêu cầu khai báo, và nếu có thể cũng nên khai báo toàn tỉnh. Và trên này thì cái bộ phận thông tin của các cái doanh nghiệp lớn như là VNPT, Viettel thì có các cái tổng đài hỗ trợ cùng với cái đội tình nguyện hỗ trợ của ban chỉ đạo thì sẽ thường xuyên chủ động liên hệ với người dân để mà giúp người dân khai báo y tế và cũng là thăm hỏi cái tình hình sức khỏe và giúp cho cái công tác phòng bệnh cũng như là truy vết khi mà cần thiết. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh tỉnh Bắc Giang cần chuẩn bị các khu cách ly có sự giám sát của camera, các công cụ công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông đang hỗ trợ. Trong trường hợp có quá nhiều người bị nhiễm thì thu dung những trường hợp khỏe mạnh, chưa có triệu chứng để theo dõi, luôn sẵn sàng chuyển đến các khu điều trị nếu xuất hiện triệu chứng nặng. Bộ Thông tin Truyền thông cho biết đã nâng cấp hoàn thiện hệ thống quản lý cách ly y tế cho tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam, tiếp nhận cách ly tập trung và bàn giao về địa phương để theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú làm việc. Tất cả thông tin đều được tích hợp liên thông để theo dõi. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Y tế tiếp thu ý kiến của chuyên gia và các bộ ngành, ban hành quy trình quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, kể cả đối với chuyên gia nước ngoài và người Việt Nam về nước, trước hết là người Việt Nam về nước bằng đường hàng không, đảm bảo chặt chẽ từ lúc đăng ký về nước đến lúc nhập cảnh và cho tới khi hết thời hạn cách ly, trên tinh thần đảm bảo an toàn chống dịch và ràng buộc trách nhiệm đối với mọi tổ chức cá nhân có liên quan. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo toàn bộ trung tâm cách ly, các khách sạn đăng ký cách ly phải đảm bảo đủ điều kiện lập một hệ thống để quản lý từ giá cả đến các điều kiện phòng chống dịch. Nếu không đáp ứng đủ các điều kiện thì không được tiếp nhận người nhập cảnh vào cách ly. Thường trực Ban chỉ đạo cũng thống nhất giao cho lực lượng quân y đảm nhận công tác xét nghiệm cho các đối tượng trong khu cách ly quân sự. Ban chỉ đạo cũng thảo luận về việc xây dựng bộ tiêu chí về mức độ đánh giá nguy cơ dịch bệnh tại các địa phương theo 3 cấp độ, nguy cơ cao và rất cao. Yêu cầu đặt ra các dữ liệu tiêu chí về cập nhật thường xuyên từ địa phương, liên thông giữa các bộ ngành, có cập nhật thông tin bổ sung bên ngoài, từ đó dự báo để lãnh đạo các địa phương làm cơ sở triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh, nhằm bảo vệ sức khỏe của nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã quyết định thành lập 5 chốt kiểm soát COVID-19 từ xa tại các tuyến giao thông đường bộ, cửa ngõ ra vào tỉnh. Theo quyết định, các lực lượng chức năng bao gồm cảnh sát giao thông, kiểm soát quân sự, cảnh sát cơ động, công an huyện và cán bộ y tế ở các chốt sẽ thực hiện nhiệm vụ dừng, kiểm soát người và giấy tờ phương tiện hàng hóa theo quy định, ngăn chặn không để các phương tiện chở người nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh ra vào địa bàn. Cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt, khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm, nhanh chóng đưa vào cơ sở y tế, xác định danh tính và sơ đồ dịch tễ, báo cáo ngay với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện, tỉnh để triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Bằng chứng cho thấy sự kỳ thị liên quan tới COVID-19 sẽ dẫn đến ít người chủ động tìm kiếm chăm sóc y tế hoặc xét nghiệm hơn, ít người tuân thủ các biện pháp can thiệp bao gồm tự cách ly. Những điều này dẫn đến việc bỏ sót người bệnh, gia tăng số người tiếp xúc với người mắc bệnh, khiến cho việc xử lý ổ dịch bùng phát càng trở nên khó khăn hơn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, giảm bớt được sự kỳ thị xã hội đối với các căn bệnh như COVID-19 đồng nghĩa với việc tính hiệu quả của các nỗ lực ứng phó sẽ được nâng cao. WHO khuyến nghị các quốc gia tổ chức sử dụng ngôn ngữ mang tính nhân văn, thể hiện sự tôn trọng và khích lệ người dân tham gia vào mọi kênh giao tiếp, bao gồm cả truyền thông đại chúng. Từ ngữ được dùng trên truyền thông đại chúng đặc biệt quan trọng vì chúng sẽ hình thành xu hướng ngôn ngữ và truyền thông về COVID-19. Những bản tin tiêu cực có thể ảnh hưởng đến sự nhìn nhận và đối xử của cộng đồng xã hội đối với người nghi có COVID-19.
người bệnh, gia đình họ và các cộng đồng bị ảnh hưởng khác. Dưới đây là một số điều nên và không nên làm trong việc sử dụng ngôn từ khi nói về COVID-19. 1. Nên nói về bệnh do chủng virus corona mới gây ra COVID-19. Không nên liên hệ bệnh với một địa danh hoặc một dân tộc nào đó. Không sử dụng các tên gọi như virus Vũ Hán, virus Trung Quốc hay virus châu Á. Tên chính thức của dịch bệnh đã được chọn lựa một cách thận trọng nhằm tránh gây kỳ thị. Co là viết tắt của corona, V là viết tắt của virus và D là viết tắt của dịch bệnh. 19 là do dịch bệnh xuất hiện vào năm 2019. 2. Nên nói về người có COVID-19, người đang được điều trị COVID-19, người đang phục hồi sau khi có COVID-19 hoặc người qua đời sau khi có COVID-19. Không nên gọi người bệnh là ca nhiễm COVID-19 hay nạn nhân. 3. Nên nói về người có khả năng có COVID-19 hoặc người được cho là đã có COVID-19. Không nên nói về người bị nghi hoặc ca bị nghi có COVID-19. 4. Nên nói về người mắc hoặc có COVID-19. Không nên nói về người lây truyền COVID-19, lây nhiễm cho người khác hay phát tán virus vì sẽ có hàm ý rằng họ cố ý lây truyền dịch bệnh và quy kết trách nhiệm cho họ. Điều này làm tăng sự kỳ thị, làm mất đi sự cảm thông và có thể khiến người bệnh do dự trong việc đi điều trị hoặc sàng lọc, xét nghiệm và cách ly. 5. Nên tuyên truyền một cách chính xác về nguy cơ của COVID-19 dựa trên các dữ liệu khoa học và lời khuyên chính thức và cập nhật nhất của ngành y tế. Không nên dùng ngôn từ phóng đại, thái quá để tạo ra sự sợ hãi như đại họa hay ngày tận thế. 6. Không nên nhắc lại hoặc chia sẻ các tin đồn chưa được kiểm chứng. Nên tuyên truyền một cách tích cực và nhấn mạnh hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa và điều trị. Đây là bệnh mà hầu hết mọi người khi mắc đều có thể bình phục. Chúng ta có thể thực hiện các bước đơn giản để giữ an toàn cho bản thân, người thân của chúng ta, cũng như những người dễ bị tổn thương nhất. 7. Không nên nhấn mạnh hay tập trung vào những điều tiêu cực hay thông điệp mang tính chất đe dọa. Nên nhấn mạnh hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm COVID-19, cũng như của việc sớm đi kiểm tra, xét nghiệm và điều trị. Việc thành lập quỹ vaccine phòng COVID-19 là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng chống dịch, đẩy nhanh tiến độ tiếp cận mua, nhập khẩu vaccine để triển khai tiêm chủng trên diện rộng cho nhân dân. Theo tính toán của Bộ Y tế, Việt Nam dự kiến mua 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người và tổng nhu cầu kinh phí ước khoảng 25.200 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí mua vaccine khoảng 21.000 tỷ đồng, kinh phí vận chuyển, bảo quản, phân phối, tổ chức tiêm chủng khoảng 4.200 tỷ đồng. Về nguồn kinh phí để mua vaccine, ngân sách trung ương dự kiến phải bố trí khoảng 16.000 tỷ đồng, đảm bảo cho các đối tượng do trung ương quản lý và hỗ trợ ngân sách địa phương khó khăn, ngân sách địa phương chi và huy động đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức khoảng 9.200 tỷ đồng. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết hiện nay đã phát hiện lây nhiễm từ các công nhân trong khu công nghiệp sang các thành viên trong gia đình. Theo đó, các lực lượng chức năng đang triển khai công tác rà soát để khoanh vùng, ngăn chặn dịch lây lan. Bên cạnh đó, với hỗ trợ của Bộ Y tế và nhiều đơn vị, năng lực xét nghiệm của Bắc Giang đã được nâng cao, đáp ứng yêu cầu xét nghiệm hàng ngày. Từ ngày 21 tháng 5, tỉnh bắt đầu trả kết quả xét nghiệm trong ngày. Bắc Giang cũng đang chuẩn bị một bệnh viện thu dung các bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nhẹ với công suất 620 giường. Dự kiến ngày 22 tháng 5 sẽ đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, đoàn cán bộ Bệnh viện Bạch Mai đang tiến hành khảo sát thiết lập trung tâm hồi sức tích cực với quy mô 58 giường để điều trị bệnh nhân nặng. Hiện tại, tỉnh Bắc Giang có 5 khu cách ly tập trung đáp ứng cho 5.000 người. Các huyện, thành phố đảm bảo cách ly cho 25.000 người. Thực tế, nhiều khu cách ly chưa đáp ứng yêu cầu và đã được chấn chỉnh, đặc biệt đã lắp thêm camera để giám sát. Đối với Bắc Ninh, hiện các ca dương tính tiếp tục gia tăng, phần lớn xuất hiện trong các khu công nghiệp. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bắc Ninh rà soát lại các khu cách ly tập trung và thí điểm cách ly tại nơi cư trú đối với hộ gia đình đủ điều kiện về nhà ở khoảng cách. Hiện Bắc Ninh đã tăng cường các loại xét nghiệm triển khai gộp mẫu 20, nhưng với gần 500.000 công nhân, theo công suất hiện nay vẫn chưa đáp ứng được. Vì vậy, các chuyên gia đề xuất Bắc Ninh cần tăng cường xét nghiệm gộp và thí điểm xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Bên cạnh đó, hai địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin cùng sự hỗ trợ của tổ tình nguyện trung ương địa phương trong vấn đề khai báo y tế toàn dân có cập nhật hàng ngày với mục tiêu truy vết nhanh.
Thưa quý vị, là địa phương đầu tiên xuất hiện ca nhiễm mới trong đợt dịch bùng phát thứ tư ở Hà Nội với nhiều ca bệnh được ghi nhận. Tuy nhiên, thì huyện Đông Anh đã nhanh chóng kiểm soát được tình hình. Mặc dù có tới 4 điểm phải phong tỏa, nhưng nhờ cách làm quyết liệt, chủ động, đặc biệt là sự sáng tạo với mô hình cách ly 3 lớp địa phương, cho nên địa phương này đã khóa chặt được nguồn lây nhưng vẫn đảm bảo không làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Địa phương này cũng vừa được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông tấn. Đây là một trong 5 điểm chốt cứng tại điểm phong tỏa xóm 2, thôn Bắc, xã Kim Nỗ. Tuy nhiên, vẫn có một điểm chốt mềm như thế này để hàng ngày cung ứng nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân. Điểm chốt chặn tại xóm 2, thôn Bắc được coi là lớp khoanh vùng dịch thứ 2 và được thực hiện theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, luôn bố trí người trực 24 trên 24 giờ, chia thành 3 ca. Ban ngày thì phải có độ 2 người, cũng phải phục vụ các phần với nhân dân nữa. Ai thiếu đồ dùng gì thì là sẽ nhờ mình người trực chốt, sẽ cử một người đại diện đi mua thiết yếu thực phẩm cho nhân dân. Lớp phòng dịch thứ nhất chính là lớp lõi tại các gia đình F1, F2 và người đi đến vùng dịch. Lớp này sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Còn lớp phòng dịch thứ 3 là lớp ngoài cùng tại các chốt kiểm soát y tế, đảm bảo tất cả những người ra vào được kiểm tra thân nhiệt, khai báo thông tin. Lớp này được thực hiện theo chỉ thị 19 của Thủ tướng. Cách ly 3 lớp này thì chúng ta thể là triệt để việc là cách ly, phát hiện, truy vết kịp thời, từ đó khoanh vùng gần như là tối đa đối với các trường hợp liên quan đến ca bệnh. Từ đó là không thể lây lan dịch bệnh cộng đồng chúng ta trong tầm kiểm soát của mình rồi. Mặc dù được bảo vệ bởi 3 lớp lá chắn phòng dịch với những quy định nghiêm ngặt, nhưng mọi sinh hoạt của người dân vẫn được bảo đảm. Đặc biệt, ngay cả khi bị phong tỏa, thì hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân vẫn không bị đình trệ. Vẫn là phát triển kinh tế, như các bác phải làm mộc, đấy, vẫn là làm, các hộ dân vẫn là xúc tác, cũng là phát triển sản xuất nông nghiệp, cũng có vài hộ gặt rồi, cũng phải để hướng cho bà con là ra, bỏ phê máy gặt lúa xong thì lại khoanh vùng đi về ngay. Cái mô hình rất là sáng tạo, chủ động và cũng rất là phù hợp với cái địa bàn của huyện Đông Anh. Và với cái hiệu quả của mô hình thì chúng tôi thấy rằng là đã khoanh chặt được những cái ca F2. Dịch Covid-19 chỉ có thể thành công khi mà thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân và được từng người dân phải có trách nhiệm hưởng ứng và ủng hộ dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng cũng như là vai trò của chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể. Chúng tôi huy động được cái lực lượng đội tình nguyện trên 11.000 người. Nhờ thực hiện hiệu quả mô hình 3 lớp mà tình hình dịch trên địa bàn huyện Đông Anh đã được kiểm soát. Không những thế, địa phương này còn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Đây cũng là điều kiện quan trọng để huyện Đông Anh đảm bảo thực hiện thành công, an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đã 9 ngày liên tục, chị Nguyễn Thị Lan Hường làm công việc lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Công việc những ngày này không có thời gian cố định, bất kể ngày hay đêm, chỉ cần một cuộc điện thoại là cả kíp lên đường ngay. Gần một tuần nay là tình hình diễn biến dịch phức tạp như này thì em đã đi phải đi lấy mẫu xét nghiệm. Kể cả ngày đêm khi có lệnh điều động là chúng em đều phải đi. Và khi lấy mẫu xét nghiệm về thì em ở tại cơ quan luôn chứ cũng không về với gia đình. Trời tháng 5 nóng nực, cơm trưa không kịp ăn. Vậy nhưng khi lấy mẫu tập trung tại trạm xong, chị Hường và đồng nghiệp lại khẩn trương di chuyển đến các hộ gia đình để lấy mẫu cho những người già, ốm đau. Tờ danh sách người cần lấy mẫu vẫn còn dài. Dù mặc cái bộ quần áo là rất là nóng lực nhưng mà chúng tôi là vì cộng đồng, vì xã hội thì chúng tôi quyết tâm là một lòng là sẽ đẩy lùi Covid nhanh nhất. Có thể thấy so với các đợt dịch trước, đợt dịch này rất nguy hiểm, quy mô lớn hơn, diễn biến phức tạp hơn. Từ ngày 8 tháng 5 đến nay, nhân viên y tế trên toàn tỉnh Bắc Giang đã lấy được gần 25.000 mẫu bệnh phẩm. Để có được số mẫu lớn như vậy, không chỉ có các y bác sĩ y tế dự phòng, mà cả các y bác sĩ ở khối điều trị cũng được huy động cho nhiệm vụ chống dịch. Chúng tôi được tự trưng tập ở khoa cấp cứu lên phòng lấy mẫu. Thì là hàng ngày thì chúng tôi đi lấy mẫu hết xã này đến xã khác. Có hôm thì cũng tầm 12 giờ, có hôm cũng 3 giờ sáng. Mặc dù là rất vất vả nhưng mà chúng tôi thì cũng rất mong là nhân dân đồng lòng để cho cái lấy mẫu được nhanh chóng và khẩn trương và có kết quả nhanh nhất.
số mẫu bệnh phẩm từ các huyện, thành phố chuyển lên ngày một nhiều, khiến áp lực làm việc của các nhân viên ở Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh CDC Bắc Giang những ngày này luôn trong tình trạng quá tải. Đã 7 đêm kể từ ngày ghi nhận ca bệnh đầu tiên trong đợt bùng phát lần thứ tư, tất cả cán bộ, nhân viên khoa xét nghiệm ở đây gần như thức trắng. Thì chúng tôi cũng phải huy động thêm các cái cán bộ của các khoa phòng khác trong đơn vị, thì cũng đã có rất là nhiều các cán bộ ở trong đơn vị đã xung phong xuống hỗ trợ cho khoa xét nghiệm để phục vụ đáp ứng công tác xét nghiệm và phòng chống dịch. Dù phải đối diện với nhiều khó khăn vất vả, nhưng với sự đồng lòng, tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc, các y bác sĩ tuyến đầu của Bắc Giang vẫn đang nỗ lực lan xả, cùng các lực lượng chức năng và người dân quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết là vào ngày 20 tháng 5, tỉnh này ghi nhận thêm 6 trường hợp mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 toàn tỉnh là 22 trường hợp. Hiện có 21 bệnh nhân đều đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh và 1 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhi Hải Dương. Trong số 22 ca mắc COVID-19 thì riêng thành phố Hải Dương có 17 ca, trong đó 11 ca là người dân ở xóm Gốc Mít, phường Trần Phú. Đến nay, thành phố Hải Dương đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 2.700 người, gồm cả trường hợp tiếp xúc gần F1 và F2. Cũng trong chiều ngày 20 tháng 5, cơ quan y tế đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho trên 15.000 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Tinh Lợi, khu công nghiệp Lai Vu, huyện Kim Thành. Ngày 19 tháng 5, Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đã thay mặt chính phủ Việt Nam trao tặng tượng trưng vật tư y tế phòng chống COVID-19 tới chính phủ Cộng hòa Nam Sudan. Phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại New York. Số vật tư y tế trao tặng gồm 1.000 bộ quần áo bảo hộ và 150.000 khẩu trang kháng khuẩn. Do doanh nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất đã được chuyển đến Nam Sudan trên chuyến bay vận tải chiến lược do Không lực Hoàng gia Australia thực hiện giúp Việt Nam thay quân bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Nam Sudan trong tháng 4 vừa qua. Hiện tại thì cái tình hình của COVID-19, dịch bệnh ở Nam Sudan còn diễn biến rất là phức tạp. Cho nên cái việc chúng ta hỗ trợ bạn 150.000 khẩu trang và 1.000 cái bộ quần áo y tế để bảo hộ là một cái giúp đỡ rất là thực tế, và bạn đánh giá cao cái nghĩa cử như thế này, nhất là trong bối cảnh khó khăn như bây giờ. Cùng với cái việc phục vụ rất là tốt của bệnh viện dã chiến cấp 2 của chúng ta ở trên thực địa Sudan, và cái việc chúng ta trao khẩu trang hôm nay, nó tạo nên một cái hình ảnh rất là tốt đẹp, một người bạn giúp đỡ một người bạn trong lúc khó khăn. Chúng tôi rất biết ơn Việt Nam đã hỗ trợ Nam Sudan số thiết bị y tế này, bởi tình hình đại dịch ở đất nước chúng tôi hiện vẫn diễn biến phức tạp, cho dù hiện đã bắt đầu có vaccine. Theo số liệu của Worldometer, một tổ chức quốc tế thống kê dữ liệu và nghiên cứu đại dịch COVID-19, tình hình dịch bệnh tại Nam Sudan vẫn diễn biến phức tạp. Tính đến ngày 19 tháng 5, số người mắc COVID-19 là 10.652 người và số ca tử vong lên tới 115 người. Riêng phái bộ hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, số ca mắc là 225 người và đã có 3 ca tử vong. Đại biện lâm thời Oliha cũng nhờ Đại sứ Đặng Đình Quý chuyển lời cảm ơn chân thành của chính phủ và nhân dân Nam Sudan tới chính phủ Việt Nam vì đã cử bệnh viện dã chiến tới giúp trực tiếp và đào tạo cho cán bộ Nam Sudan. Thời điểm này, đối với Bắc Giang, việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 3 có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, sau 2 đợt tiêm phòng COVID-19 cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch hoàn thành vào đầu tháng 5 vừa qua, đã có những lo lắng thái quá đối với các phản ứng thông thường đã được cảnh báo khi tiêm, khiến nhiều người hoang mang, lo lắng. Thực hiện kế hoạch này thì chúng tôi đã tuyên truyền sâu rộng cho đến tất cả các đối tượng tiêm về cái lợi ích của tiêm vaccine, hai là những phản ứng có thể xảy ra trong tiêm. Thế và để đảm bảo công tác an toàn thì chúng tôi đã thực hiện, khi tiêm là chúng tôi đã thực hiện một cái đội cấp cứu lưu động đặt tại điểm tiêm. Nếu có vấn đề gì là chúng tôi thực hiện cấp cứu ngay. Thứ hai là chúng tôi thực hiện đúng quy trình tiêm chủng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả đối tượng tiêm. Thông tin về ca tử vong sau tiêm phòng COVID-19 tại An Giang ngày 7 tháng 5 vừa qua được cho là sốc phản vệ trên nền cơ địa quá mẫn cảm với non-steroid.
và 2 trường hợp phản ứng sốc nhẹ sau tiêm phòng tại Bắc Giang vừa qua, được ngành y tế nhận định là những trường hợp hy hữu rất hiếm gặp trong thực tế tiêm chủng vaccine COVID-19. Những người còn lại chỉ gặp các triệu chứng như đau vết tiêm, sốt nhẹ, buồn nôn. Đây là những phản ứng thông thường khi tiêm bất kỳ loại vaccine nào. Sau khi tiêm phòng COVID thì những cái phản ứng phụ chúng tôi cũng có xảy ra nhưng không gây ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân. Chỉ trong vòng 1-2 ngày thì sẽ bản thân sẽ trở lại bình thường. Chứ không có cái tình trạng là tiêm phòng COVID vào để xảy ra những cái biến chứng khác. Sau khi chúng tôi tiêm xong, toàn bộ lực lượng thuộc ban chỉ đạo xã Tân Tiến, các đồng chí đều an toàn. Bắc Giang đang trong giai đoạn cam go quyết liệt để ngăn chặn dịch bệnh. Đối với các lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch, thì vaccine phòng COVID-19 giúp họ có thêm một lớp lá chắn, bảo vệ họ an toàn khi tiếp xúc với ca bệnh hoặc làm việc lâu trong môi trường nguy cơ cao. Được là một cái nhóm ưu tiên, được tiêm vaccine đầu tiên trong cái đợt này. Sau khi tiêm vaccine, tôi cảm giác rất thoải mái, yên tâm, không lo lắng gì về vấn đề mắc COVID nữa. Một thứ hai là sau khi tiêm vaccine rồi, tôi sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ của phòng chống dịch COVID ạ. Gia đình nhà tôi thì biết là được tiêm phòng rất là tốt, nên là tôi đã đăng ký tiêm phòng cho cả vợ cả chồng nhưng mà vẫn chưa được tiêm ạ. Tôi mong muốn được tiêm phòng sớm, ngày nào thì tốt cho mình ngày đấy. Trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, khó kiểm soát như hiện nay, thì việc cung cấp những thông tin chính xác về dịch bệnh và triển khai nhân rộng số lượng người được tiêm phòng vaccine COVID-19 có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế sự lây lan ra cộng đồng, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Đây cũng là mong muốn chính đáng của hầu hết mọi người dân. Cục Quản lý Thị trường Hà Nội vừa ban hành công văn hỏa tốc gửi trưởng các phòng, đội trưởng các đội quản lý thị trường trực thuộc về việc tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó, Cục sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với cơ sở không chấp hành quy định của thành phố về yêu cầu tạm dừng hoạt động để hạn chế lây lan COVID-19, lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng, định giá mua bán, thổi giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý để thu lợi bất chính, nhất là các mặt hàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 như là khẩu trang, thiết bị y tế, nước sát khuẩn, đồng thời bảo đảm công tác an toàn thực phẩm, bình ổn giá thị trường, giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống của nhân dân. Thưa quý vị, chiều nay tại thành phố Bắc Ninh, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dẫn đầu đã trao tặng ủng hộ nhân dân Bắc Ninh 5 tỷ đồng phòng chống dịch COVID-19. Ông Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao tỉnh Bắc Ninh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh. Số tiền ủng hộ này sẽ góp phần giảm bớt những khó khăn do dịch bệnh gây ra, cùng chính quyền nhân dân đẩy lùi dịch bệnh. Ông cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc tiếp tục phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội, tiếp tục vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời đề nghị tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các ngành triển khai các kịch bản bầu cử thích ứng với các tình huống, đồng thời quan tâm tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bầu cử đúng luật, an toàn. Hôm qua, Sư đoàn 3, Quân khu 1 đã tổ chức lễ xuất quân hơn 100 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại lễ xuất quân, Đại tá La Công Phương, Chính ủy Sư đoàn 3 đề nghị các cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, gian khổ, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Song song với lực lượng hỗ trợ đảm bảo an ninh, Sư đoàn 3 cũng cử lực lượng hỗ trợ hậu cần giúp chuẩn bị các suất ăn cung cấp cho các bệnh viện, khu cách ly y tế phòng chống COVID-19. Từ ngày 20 tháng 5, tại đơn vị, các cán bộ chiến sĩ thực hiện nấu khoảng 2.000 suất cơm mỗi ngày, sau đó dùng phương tiện vận chuyển đến các địa điểm của tỉnh Bắc Giang. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong những ngày qua, nhiều đoàn công tác của Trung ương và địa phương đã triển khai chi viện cho Bắc Giang cả về nhân lực lẫn vật lực. Với những nhiệt huyết đặc thù của tuổi trẻ ngành y, hơn 200 cán bộ và sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cũng đã góp mặt và hỗ trợ tối đa cho công tác xét nghiệm cũng như truy vết các ca nhiễm tại địa phương. Như thông lệ, 20 tối hàng ngày, nhóm sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lại tập trung để nhận phân công tới các điểm lấy mẫu xét nghiệm. Các anh chị ơi, hiện tại đang thiếu 5 sinh viên ạ. Có anh chị nào có đủ sức khỏe để mình đi không ạ? Cùng với nhiều đoàn công tác khác, các em đã tới Bắc Giang được gần tuần nay. Đợt chi viện cho Bắc Giang lần này, hơn 200 sinh viên của trường đã xung phong ra tuyến đầu. Phần lớn là sinh viên mới, tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng đây là lần thứ hai các em được tham gia trực tiếp vào công tác phòng chống dịch.
sự chủ động trong công việc là điều dễ dàng nhận thấy. Bây giờ mình sẽ cần 3 bàn ghi, thì sẽ có 6 người. Bắt đầu giơ tay nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, có 3 người lấy mẫu nào. 1, 2, 3 người lấy mẫu. 2 người còn lại giúp mình phân luồng lúc đầu nha. Điểm xét nghiệm hôm nay là một khu dân cư lớn tại thành phố Bắc Giang với hơn 1.000 mẫu. Cũng bởi có kinh nghiệm và sự chủ động, toàn bộ quá trình lấy mẫu xét nghiệm cho bà con cư dân diễn ra rất suôn sẻ. Dạ, đầu tiên là bọn em sẽ phải hỏi lại tên để xác nhận xem đấy có phải là bệnh nhân cần xét nghiệm hay không. Sau đó bọn em sẽ hướng dẫn người ta để cách lấy mẫu ạ. Mỗi tổ bọn em thì sẽ có một ekip làm riêng. Và mỗi người sẽ có một những người sẽ có một công việc riêng, ví dụ như là mấy bạn lấy mẫu ghi và có bọn em là phân luồng, thì mọi người sẽ phải giãn cách ra 2 mét, mỗi người khoảng cách ít nhất là 2 mét để không có trường hợp là lây nhiễm chéo với nhau. Giờ đã là thời điểm hơn 23 giờ đêm, tuy nhiên lượng người dân đổ về địa điểm xét nghiệm này vẫn còn rất đông. Có lẽ lúc này anh em phóng viên chúng tôi là những người được trải nghiệm một cách chân thực nhất về cái nóng của những bộ đồ bảo hộ, cái mệt của khối lượng công việc. Cũng từ đây, sự tôn trọng và lòng khâm phục của chúng tôi đối với các em sinh viên cũng vì thế mà lớn dần. 12 giờ đêm, khi những mẫu xét nghiệm cuối cùng đã hoàn tất, cả nhóm mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Dù mệt, nhưng ánh mắt của những y bác sĩ tương lai này vẫn tràn đầy nhiệt huyết và một niềm tin chiến thắng trước dịch bệnh. Thì cái cảm nhận của em khi được mà chung tay với mọi người trong cái việc mà hỗ trợ địa phương phòng dịch ấy, thì em thấy thế nào? Thì em nghĩ đây là một việc tốt, cũng có thể giúp đỡ cho mọi người. Đấy, kiểu vượt qua Bắc Giang, vượt qua được cái đợt dịch này, em cũng có phần một ít thôi, nhưng mà cũng không nhiều, nhưng mà cũng là được một ít. Đối với các sinh viên nữ, xa gia đình trong nhiều ngày chắc chắn sẽ là những trải nghiệm vô cùng khó khăn. Nhưng một chút hỏi han, động viên từ người thân ở quê nhà luôn là động lực lớn giúp các em tiếp tục những công việc gian nan phía trước. Sáng cái buổi hôm nay có cái chuyện gì vui không? Alo mẹ ạ. Vừa nãy mẹ gọi cho con ạ. Lúc đấy con đang lấy mẫu nên con không nghe được. Bọn con vừa xong rồi, bây giờ mới xong. Mẹ đi ngủ chưa? Mẹ thôi. Thế thôi, mẹ cứ giữ gìn sức khỏe ở nhà nhá. Ở đây bọn con có đồ bảo hộ các thứ an toàn hết rồi, mẹ không phải lo đâu. Cơm Bắc Giang ngon lắm ạ. Vâng, chưa biết khi nào bọn con sẽ về. Có gì con bảo mẹ nha, mẹ đi ngủ sớm đi ạ. Gần 1 giờ sáng, chuyến xe chở nhóm sinh viên cuối cùng mới về đến khu tập trung. Đêm nay, trời Bắc Giang có mưa. Cơn mưa dù to, nhưng cũng chỉ đủ để hạ nhiệt cái nóng gay gắt của những ngày đầu hè, mà không hề làm suy giảm nhiệt huyết của các sinh viên trẻ nơi tuyến đầu chống dịch. Nhằm chia lửa với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, 4 bệnh viện khác của Hà Nội cũng đã chuẩn bị sẵn sàng 440 giường bệnh để tiếp tục điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong đó, thì Bệnh viện Đức Giang chuẩn bị 150 giường bệnh, Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long 50 giường bệnh, Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn 100 giường bệnh và Bệnh viện Hà Đông 140 giường bệnh. Những giường bệnh này được thực hiện trong một khu cách ly riêng biệt và luôn sẵn sàng nhân lực, vật lực để tiếp nhận bệnh nhân COVID-19, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trung ương. Hôm nay, Bộ phận Thường trực đặc biệt hỗ trợ chống dịch của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, trưởng bộ phận làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với ngành Y tế Bắc Ninh về công tác phòng chống dịch bệnh. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhận định Bắc Ninh đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, thì trong thời gian qua, ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng lên, bệnh nhân nặng nhiều hơn. Thứ trưởng lưu ý Bắc Ninh cần linh hoạt trong vận dụng các quy định giãn cách theo chỉ thị số 15 và chỉ thị 16 của Chính phủ, có thể điều chỉnh một số điều tương ứng với thực tế. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, Bộ Y tế chuyển giao tài liệu tập huấn trực tuyến, kiểm tra rà soát lại các nội dung đã thực hiện, đồng thời đưa các giải pháp hỗ trợ Bắc Ninh về nhân lực, vật tư y tế, trang thiết bị, điều trị bệnh nhân. Tiếp đó, đoàn công tác đã kiểm tra cơ sở vật chất và phương án chuẩn bị điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến, Trường sĩ quan chính trị tỉnh Bắc Ninh. Dự kiến chiều cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên. Hiện nay, công suất điều trị của bệnh viện là hơn 200 giường bệnh. Trong thời gian tới, dự kiến nâng công suất lên 500 giường bệnh.
Tính đến sáng ngày 20 tháng 5, thì tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 là 371 ca, trong đó nhiều nhất ở huyện Thuận Thành với 307 ca, huyện Yên Phong là 30 ca, thành phố Bắc Ninh ghi nhận 17 ca. Trong đó có 29 bệnh nhân nặng phải thở oxy và một bệnh nhân lọc máu liên tục tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên, sáng ngày hôm nay 19 tháng 5, tỉnh tiếp tục ghi nhận 7 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 4 trường hợp liên quan tới chùm ca bệnh tại xã Sisapin, huyện Nậm Pồ, hiện đang thực hiện cách ly y tế. Đáng chú ý là có 3 trường hợp còn lại đều là nhân viên y tế làm việc trong Bệnh viện Dã chiến Điện Biên Phủ. Ngay sau khi ghi nhận các ca dương tính ở Bệnh viện Dã chiến, Sở Y tế tỉnh đã chỉ đạo phong tỏa tạm thời bệnh viện, chỉ tiếp nhận bệnh nhân điều trị COVID-19, tiến hành họp bàn đánh giá tình hình, kiểm soát các yếu tố nguy cơ lây nhiễm, tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện Dã chiến Điện Biên Phủ. Sở Y tế cũng quyết định thành lập tổ tăng cường công tác dịch bệnh trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, gồm có 30 người, tăng cường 8 cán bộ y tế bổ sung cho các trạm y tế trên địa bàn thành phố thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, sáng nay 20 tháng 5, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành phong tỏa hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu thuộc phường 5, quận 3. Đây là khu vực có một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đang chờ kết quả xét nghiệm. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại con hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì các lực lượng chức năng và y tế đang tiến hành lập danh sách và lấy mẫu toàn bộ cư dân đang sinh sống tại khu vực này, vì có một ca có kết quả xét nghiệm là dương tính lần 1 trong sáng nay đang sinh sống tại con hẻm này. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, một trường hợp nữ sinh năm 1963 cư ngụ tại quận 3, nghề nghiệp bán quán ăn tại số nhà 287/5 có kết quả sàng lọc nghi ngờ nhiễm COVID-19. Sau khi tiếp nhận thông tin, thành phố đã tiến hành các biện pháp phòng chống dịch tại điểm có ca nghi nhiễm. Tình hình thông báo trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 5 năm 2021 cho đến nay, người dân nào có đến nhà số 287/5 Nguyễn Đình Chiểu và số 289 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, ăn uống hoặc tiếp xúc với người nhà ở địa chỉ trên, xin nhanh chóng liên hệ với trạm y tế phường 5, quận 3 hoặc các cơ sở y tế để được xét nghiệm và lấy mẫu theo quy định. Hai đầu hẻm Nguyễn Đình Chiểu và Võ Văn Tần đã được thực hiện đồng thời phong tỏa. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cũng đã cử đội lấy mẫu đến giám sát và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đối với người dân sinh sống tại hẻm này. Điều tra ban đầu đã truy vết 15 trường hợp tiếp xúc gần tại nơi ở và chuyển đi cách ly lấy mẫu xét nghiệm khẩn. Trước đó ngày 19 tháng 5, người này có triệu chứng bệnh đường hô hấp đến khám tại Trung tâm Medic Hòa Hảo, sau đó chuyển sang Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và được cách ly ngay sau đó. Kết quả sáng ngày 20 tháng 5 cho thấy trường hợp này đã dương tính lần 1 với COVID-19. Xin kính chào quý vị và các bạn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sự chủ quan mất cảnh giác của nhiều cá nhân tổ chức, sự chậm trễ lúng túng ứng phó khi dịch bùng phát của một số địa phương, đó chỉ là một trong rất nhiều nguyên nhân làm bùng phát được dịch COVID-19 thứ tư tại Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta đang kiên trì thực hiện các biện pháp chủ động tấn công là 5K, vaccine và xét nghiệm sàng lọc diện rộng. Bản tin tổng hợp về COVID-19 ngày 20 tháng 5 trên kênh truyền hình Thông Tấn sẽ tiếp tục có cái nhìn toàn cảnh về tình hình dịch bệnh trong 24 giờ qua. Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ xem xét phê duyệt việc thành lập quỹ vaccine phòng COVID-19. Trên tính toán của Bộ Y tế, Việt Nam dự kiến mua 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người, với tổng nhu cầu kinh phí ước tính khoảng 25.200 tỷ đồng. Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã thay mặt Chính phủ Việt Nam trao tặng tượng trưng vật tư y tế phòng chống COVID-19 tới Chính phủ Cộng hòa Nam Sudan. Số vật tư y tế trao tặng gồm 1.000 bộ quần áo bảo hộ và 150.000 khẩu trang kháng khuẩn. Thưa quý vị, hôm nay nước ta đã ghi nhận thêm 2 trường hợp tử vong có liên quan tới COVID-19. Bản đồ dịch tễ cũng đã xuất hiện thêm những tỉnh thành mới, trong đó tình hình dịch bệnh tại địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn diễn biến phức tạp khi đã có tổng số trường hợp F0 trên 600 ca, F1 gần 9.000 trường hợp và F2 gần 37.000 trường hợp. Bắc Giang trở thành một trận địa và cả nước đang dồn sức chi viện cho địa phương này. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả quy trình xét nghiệm, máy hấp và tài khoản này đã được Tổ chức Xét nghiệm Lưu động số 1 Học viện Quân y đưa vào sử dụng. Thông qua thiết bị, toàn bộ vật phẩm y tế sau công đoạn xét nghiệm sẽ được thu gom và xử lý an toàn trước khi được thải ra môi trường. Trong gần 2 ngày qua,
nhân lực và vật lực của tổ xét nghiệm lưu động này luôn được huy động tối đa. Chỉ sau chưa đầy một ngày thì hệ thống xét nghiệm lưu động này đã được nhanh chóng thiết lập với đầy đủ các trang thiết bị tốt nhất phục vụ công tác xét nghiệm và truy vết các ca nhiễm. Theo các bác sĩ của Học viện Quân y thì hệ thống này trung bình mỗi ngày sẽ thực hiện được hơn 1.000 ca xét nghiệm với tỷ lệ chính xác rất cao. Và việc hệ thống được đi vào hoạt động thì rõ ràng đã góp phần giảm tải rất lớn cho lực lượng y tế của địa phương trong quá trình chiến đấu với dịch bệnh. Bên cạnh những trang thiết bị chuyên dụng, lực lượng quân sự y tế từ các địa phương cũng đã đến và triển khai nhiệm vụ từ nhiều ngày qua. Dù thời tiết nắng nóng, điều kiện sinh hoạt khó khăn, nhưng những người lính áo trắng vẫn luôn kiên cường, hoàn thành nhiệm vụ với tất cả sức lực và sự tận tâm. Cái thời tiết nắng nóng thì đều rất là khó chịu, nhất là mặc cái bộ trang phục như thế này. Trong thời gian dài không uống nước, không đi vệ sinh các thứ, nhưng mà đặc biệt thì với nhân viên nữ thì còn khó khăn hơn. Chúng tôi đến tỉnh Bắc Giang là có 200 người chiến sĩ. Thế thì chúng tôi chia làm 10 đoàn nhỏ, 10 tổ nhỏ để chúng tôi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho từng khu vực, từng địa phương nhỏ một để đảm bảo rằng là thời gian lấy mẫu nhanh nhất. Bằng tất cả các xét nghiệm một cách hiệu quả nhất bằng kinh nghiệm và bằng trí tuệ, bằng vật lực của cả các tỉnh, của cả nhà nước hỗ trợ thì chúng tôi dùng hết sức mình và thời gian đang có để làm cho dịch bệnh lùi nhanh nhất. Thực tế, số ca nhiễm tại Bắc Giang những ngày qua đang tăng rất nhanh. Bên cạnh đó là sự phức tạp của các ổ dịch. Theo các chuyên gia y tế, ngoài việc khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch, việc áp dụng những kinh nghiệm trong phòng chống dịch từ các địa phương khác cũng vô cùng cần thiết đối với Bắc Giang vào lúc này. Quan trọng nhất đối với Bắc Giang bây giờ là thực hiện tốt cái việc mà giãn cách trong khu cách ly để làm sao mà số ca nó không tăng lên. Theo số liệu mới nhất từ Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 Bắc Giang, hai ngày qua, tốc độ xét nghiệm và truy vết các ca nhiễm của địa phương đã được cải thiện hơn 20.000 mẫu mỗi ngày. Có thể thấy, bằng nhiều hình thức, từ nhân lực tới vật lực, quá trình chi viện của Trung ương và các địa phương đã giúp Bắc Giang bước đầu vượt qua những trở ngại trong công cuộc đấu tranh với dịch bệnh lần này. Điểm đáng chú ý trong đợt dịch lần này ghi nhận hệ số lây nhiễm rất cao do cùng lúc xuất hiện hai biến chủng SARS-CoV-2 mạnh nhất hiện nay đến từ Ấn Độ và Anh. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 lây truyền trong không khí và môi trường kín. Kết quả giải trình tự gen virus SARS-CoV-2 mẫu bệnh nhân đợt dịch lần này cũng tại nhiều địa phương cho thấy hầu hết những bệnh nhân nhiễm biến chủng SARS-CoV-2 của Ấn Độ. Do đó, các chuyên gia đã khuyến cáo mọi người thực hiện nghiêm túc các biện pháp 5K, trong đó đeo khẩu trang đúng cách, khử khuẩn, giữ khoảng cách. Đây cũng là cách ủng hộ và cổ vũ tinh thần chống dịch cho tuyến đầu mà những sự hy sinh thầm lặng đang diễn ra hàng ngày. Họ đã làm việc không biết mệt mỏi, chưa bao giờ câu nệ than thân. Như thông lệ, 20 tối hàng ngày, nhóm sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lại tập trung để nhận phân công tới các điểm lấy mẫu xét nghiệm. Cùng với nhiều đoàn công tác khác, các em đã tới Bắc Giang được gần tuần này. Đợt chi viện cho Bắc Giang lần này, hơn 200 sinh viên của trường đã xung phong ra tuyến đầu. Điểm xét nghiệm hôm nay là một khu dân cư lớn tại thành phố Bắc Giang với hơn 1.000 mẫu. Cũng bởi có kinh nghiệm và sự chủ động, toàn bộ quá trình lấy mẫu xét nghiệm cho bà con cư dân diễn ra rất suôn sẻ. Đầu tiên là bọn em sẽ phải hỏi lại tên để xác nhận xem đấy có phải là bệnh nhân cần xét nghiệm hay không. Sau đó bọn em sẽ hướng dẫn người ta để cách lấy mẫu ạ. Mỗi tổ bọn em thì sẽ có một ekip làm riêng và mỗi người sẽ có một những người sẽ có một công việc riêng, ví dụ như là mấy bạn lấy mẫu ghi và có bọn em là phân luồng thì mọi người sẽ phải giãn cách ra 2 mét, mỗi người khoảng cách ít nhất là 2 mét để không có trường hợp là lây nhiễm chéo với nhau. 12 giờ đêm khi những mẫu xét nghiệm cuối cùng đã hoàn tất, cả nhóm mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Dù mệt, nhưng ánh mắt của những y bác sĩ tương lai này vẫn tràn đầy nhiệt huyết và một niềm tin chiến thắng trước dịch bệnh. Thì cái cảm nhận của em khi được mà chung tay với mọi người trong cái việc mà hỗ trợ địa phương phòng dịch ấy, thì em thấy thế nào?
Thì em nghĩ đây là một việc tốt, cũng có thể giúp đỡ cho mọi người. Đấy, kiểu vượt qua Bắc Giang, vượt qua được cái đợt dịch này. Em cũng góp phần một ít thôi, nhưng mà cũng không nhiều, nhưng mà cũng là được một ít. Gần 1 giờ sáng, chuyến xe chở nhóm sinh viên cuối cùng mới về đến khu tập trung. Đêm nay, trời Bắc Giang có mưa, cơn mưa dù to nhưng cũng chỉ đủ để hạ nhiệt cái nóng gay gắt của những ngày đầu hè mà không hề làm suy giảm nhiệt huyết của các sinh viên trẻ nơi tuyến đầu chống dịch. Vâng, chúng ta đã chuẩn bị cho kịch bản có tới 30.000 ca mắc COVID-19, gấp hàng chục lần con số hiện tại qua cả 4 đợt dịch. Nhưng đó sẽ là tình huống xấu nhất không ai muốn và cố gắng không thể xảy ra bởi lo ngại về sức chống chịu của ngành y tế cũng như nền kinh tế của cả đất nước và mỗi gia đình. Nên dù hiện tại không phong tỏa diện rộng như những đợt dịch trước, nhưng mỗi người dân Việt giờ đang thực sự bước vào cuộc chiến cam go nhất mà nếu để thất thủ sẽ không hình dung được hậu quả nguy hại đến mức nào. Mỗi người dân có thể không cần phải là một pháo đài, gang thép mà trong trận chiến dường như đang ở thời khắc cuối cùng này, mỗi người hãy là chính mình, là những con người vốn biết sống yêu thương và trách nhiệm, chấp nhận sự hy sinh thiệt thòi vì chính mình. Đến đây bản tin COVID-19 cũng xin được dừng lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cũng trong sáng nay thì Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra nghi vấn một đường dây tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để hoạt động lừa đảo. Thủ đoạn chủ yếu mà nhóm này thực hiện là kêu gọi đầu tư, mua bán chứng khoán, tiền ảo trên mạng internet. Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an huyện Nhà Bè phát hiện 3 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam đang cư trú tại một căn biệt thự trên địa bàn xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Qua đấu tranh, đối tượng Linh Han Giao khai đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua biên giới phía Bắc vào ngày 21 tháng 3 rồi được đưa vào thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượng trên đều khi nhập cảnh vào Việt Nam thì được đối tượng Linh Chien đón và bố trí chỗ ở. Kiểm tra tại căn biệt thự, công an phát hiện các dữ liệu trong máy tính của các đối tượng thể hiện việc hoạt động môi giới chứng khoán và tiền ảo, không có người Việt Nam tham gia. Cơ quan điều tra tình nghi các đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam hoạt động lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư, mua bán chứng khoán, tiền ảo trên mạng internet. Tối ngày 19 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế đối với 326 hộ gia đình với 1.291 nhân khẩu tại thôn Kiều, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du từ 0 giờ ngày 20 tháng 5 sau 14 ngày cách ly y tế vì liên quan đến các ca mắc COVID-19. Đúng 0 giờ ngày 20 tháng 5, chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại thôn Kiều, xã Hiên Vân đã chính thức được dỡ bỏ. Mặc dù lệnh cách ly y tế được dỡ bỏ nhưng người dân thôn Kiều vẫn tuân thủ theo đúng nguyên tắc phòng chống dịch không tập trung nơi đông người. Tôi về nhà ngoại chơi thì hôm sau bị cách ly luôn. Thì hôm nay là ngày dỡ chốt thì tôi đi về nhà chồng. Hôm nay được dỡ chốt tôi cảm thấy rất là vui ạ. Nhìn chung là dân tình cũng phấn khởi. Cho đến ngày hôm nay được dỡ chốt thì dân đã đẩy lùi được bệnh dịch COVID-19. Thôn Kiều, xã Hiên Vân là một trong những địa phương ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh với 4 ca mắc. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và người dân, đến nay sau 14 ngày, địa phương không phát sinh thêm ca mắc mới. Thưa quý vị và các bạn, sau 14 ngày cách ly y tế, chốt kiểm dịch tại thôn Kiều, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã chính thức được dỡ bỏ từ 0 giờ đêm nay. Đây không chỉ là niềm vui của người dân thôn Kiều mà còn là niềm vui của người dân trong tỉnh, khẳng định nỗ lực của chính quyền và nhân dân trong tỉnh Bắc Ninh trong công tác phòng chống COVID-19. Tính từ ngày 5 tháng 5 đến 18 giờ ngày 19 tháng 5, tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 357 ca mắc COVID-19 tại 7 trên 8 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, huyện Thuận Thành là địa phương có số ca mắc cao nhất tỉnh với 294 ca. Huyện Tiên Du ghi nhận 5 ca, trong đó có 4 ca ở thôn Kiều. Vào ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 64 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Hiền là y sĩ đã nghỉ hưu và vợ là bà Đỗ Thị Dung, trú tại phố Nguyễn Bình Khiêm, do có hành vi không báo cơ quan chức năng khi phát hiện ca ho sốt trong cộng đồng. Trước đó, vào ngày 16 tháng 5, thì ông Hiền và bà Dung đã đến truyền nước cho 2 bệnh nhân có biểu hiện ho sốt trong cộng đồng. Tuy nhiên, cả hai người đều không thông báo đến các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Đến khi hai người này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, thì đã có nhiều trường hợp tiếp xúc gần, trong đó có cả ông Hiền và bà Dung. Trước đó, vào ngày 15 tháng 5, thì bác sĩ Đồng Văn Dinh ở thôn Tằng Hạ, xã Gia Xuyên cũng bị Chủ tịch thành phố Hải Dương ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng do không thông báo với cơ quan chức năng khi phát hiện người nghi mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Quyết định gia hạn phong tỏa có hiệu lực từ ngày 21 tháng 5.
được ban hành cùng hướng dẫn cụ thể về các biện pháp phòng chống dịch trên toàn quốc theo 3 cấp độ tương ứng với 3 màu, đỏ, vàng và xanh. Cụ thể, vàng và đỏ là những khu vực có ca mắc mới COVID-19 trong vòng 14 ngày. Các khu vực này phải đóng cửa các nhà máy, cửa hàng không thiết yếu. Người dân trong vùng bị cấm ra ngoài, không được phép tụ tập quá 10 người hay ăn uống tập thể dưới mọi hình thức. Trong khi đó, màu xanh là khu vực không có ca mắc từ 14 ngày trở lên. Tại cuộc họp báo chiều 20 tháng 5, Bộ Y tế Lào cho biết nước này chỉ ghi nhận 14 trường hợp nhiễm COVID-19 trong 24 giờ qua. Mặc dù đây là con số thấp nhất được phát hiện tại nước này trong 30 ngày trở lại đây. Tuy nhiên, việc chính phủ Lào vẫn tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa cho thấy nước này vẫn đang hết sức cảnh giác với nguy cơ bùng phát trở lại của dịch bệnh. Phạm Kiên, phóng viên Thông tấn Việt Nam đưa tin từ Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Nam Định đã ghi nhận 6 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng. Để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, tỉnh Nam Định đã phong tỏa 3 khu dân cư là nơi ở của các gia đình có người mắc COVID-19, đồng thời áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân tại các khu vực giãn cách xã hội đã nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng chống COVID-19. Ghi nhận của các phóng viên truyền hình Thông tấn. Quán ăn này tại thị trấn Cổ Lễ hàng ngày thu hút rất đông khách hàng, doanh thu đạt trên 5 triệu đồng một ngày. Tuy nhiên, từ khi địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng, chủ quán đã chủ động đóng cửa để phòng chống dịch. Dịch phát triển như này thì rất là ảnh hưởng đến các quán và ảnh hưởng đến trực tiếp và sâu rộng nhất là các quán ăn thị trường xung quanh đây. Thì mặc dù biết là vậy nhưng mà các quán ở đây vẫn chấp hành nghiêm chỉnh đóng cửa quán. Ý thức của người dân tại khu vực giãn cách xã hội cũng được nâng cao khi hầu hết mọi người đều chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch. Nhiều cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu, các khu vui chơi, dịch vụ giải trí đều dán biển thông báo tạm ngừng dịch vụ. Người dân không tụ tập đông người và thực hiện theo đúng khuyến cáo 5K. Bà con cũng là đồng lòng trong cái việc là phòng chống dịch là trên hết tất cả cái sức khỏe của bà con và cũng như mọi người thực hiện là đóng cửa và giãn cách xã hội rồi khẩu trang ra ngoài thực hiện 5K của Thủ tướng Chính phủ. Huyện Trực Ninh hiện có 3 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó có 2 trường hợp là học sinh đang học tại các trường học trên địa bàn huyện. Các cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ học sinh, khẩn trương truy vết các trường hợp F2, đồng thời tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, tự chủ động phòng chống dịch. Tuy nhiên, việc theo dõi các trường hợp F2 đang gặp nhiều khó khăn. Cái khó nhất của trên địa bàn của huyện Trực Ninh đó là trong cái quá trình theo dõi của các trạm y tế với đối tượng này thì do lực lượng mỏng nên là chúng tôi là có cái gặp khó khăn trong vấn đề theo dõi sức khỏe của công dân mà có cái liên quan tới các công dân mà là F2 trên địa bàn toàn huyện. Tỉnh Nam Định ghi nhận 6 ca mắc COVID trong cộng đồng tại các huyện Trực Ninh, Giao Thủy và Ý Yên, trong đó có nhiều ca nhiễm có lịch trình di chuyển phức tạp. Do đó, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc ngăn chặn dịch bệnh thì ý thức, tinh thần trách nhiệm và sự tự giác của mỗi cá nhân là yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên cử đoàn hỗ trợ lực lượng y tế đến Bắc Giang trên tuyến đầu chống dịch. Ngay sau khi có mặt tại Bắc Giang, đoàn thầy thuốc tình nguyện của tỉnh Bắc Ninh với 200 y bác sĩ đến từ Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí đã có mặt tại các điểm của Bắc Giang để hỗ trợ công tác lấy mẫu và xét nghiệm nhanh cho người dân địa phương và công nhân trong các khu công nghiệp. Trạm y tế xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, 19 giờ tối ngày 17 tháng 5, 20 y bác sĩ tình nguyện của Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đang gấp rút chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người dân trong xã. Khi mà chúng tôi đã nhận được tin là các bác sĩ lên đang tăng cường cho phòng chống dịch cho Bắc Giang thì tất cả nhân dân ở xã Tăng Tiến nói riêng và nhân dân Bắc Giang là nói chung cảm thấy rất là cảm động. Và hôm nay thì các bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm cho toàn thể nhân dân thì tôi cảm thấy là các bác sĩ rất là vui vẻ mà chăm sóc tận tình. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo và điều phối rất là tốt các cái hoạt động để cho đoàn có những điều kiện làm việc tốt nhất. Và về con người, về người dân khi mình đi lấy mẫu tại các khu công nghiệp cũng như lấy mẫu cộng đồng như ngày hôm nay thì cái người dân ở nói chung ở Bắc Giang ấy là phối hợp cùng với đoàn khá là tốt. Chúng tôi đều luôn luôn nêu cao tinh thần và xác định rằng là chúng tôi phối hợp tốt với lại chính quyền địa phương để chúng tôi có một cái quyết tâm làm sao mà truy vết và phải khoanh vùng thật nhanh và dập dịch thật nhanh.
Có mặt tại tỉnh Bắc Giang từ chiều ngày 15 tháng 5, 200 cán bộ y bác sĩ đến từ Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí đã chia thành 10 nhóm làm việc, thay ca liên tục từ 6 giờ sáng cho đến đêm khuya tại những điểm nóng về dịch trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Đây là đội ngũ có trình độ chuyên môn vững vàng và dày dặn kinh nghiệm trong công tác thu dung, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Đoàn công tác của chúng tôi thì khi mà nhận nhiệm vụ lên đường tới tỉnh Bắc Giang thì chúng tôi đặt ra một cái quyết tâm cao nhất để chúng tôi làm sao có thể là hoàn thành với một cái kết quả tốt nhất cùng với nhân dân tỉnh Bắc Giang để khống chế cái đợt dịch COVID-19 này. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cùng đồng hành cùng với nhân dân của tỉnh Bắc Giang tới khi nào mà chúng ta sẽ cơ bản khống chế được dịch COVID-19. Trong 3 ngày làm việc không mệt mỏi từ ngày 15 đến 17 tháng 5, các y bác sĩ của Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí đã lấy được hơn 20.000 mẫu xét nghiệm, góp phần quan trọng cùng với lực lượng y tế sàng lọc phát hiện sớm các ca mắc COVID-19. Và tấm băng rôn được treo trước cửa khách sạn, nơi các nhân viên y tế của tỉnh Quảng Ninh lưu trú, cũng chính là lời cảm ơn chân thành nhất của người dân Bắc Giang đối với sự hỗ trợ quý báu của tỉnh bạn. Ngay trong sáng ngày 20 tháng 5, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã tổ chức cho hơn 200 cán bộ chiến sĩ lên đường hành quân đến Bắc Giang, quán triệt và giao nhiệm vụ đối với các cán bộ chiến sĩ. Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát Cơ động yêu cầu cán bộ chiến sĩ trong lực lượng duy trì tổ chức lực lượng, ứng trực đảm bảo quân số, sẵn sàng hỗ trợ công an địa phương tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự. Cùng với đó là hỗ trợ cấp ủy chính quyền địa phương kịp thời ngăn chặn phòng chống dịch bệnh. Riêng bản thân tôi là một nữ chiến sĩ cảnh sát cơ động thì luôn mang trong mình sự nhiệt huyết và đầy lòng tự tin. Và sau khi mà lễ ra quân thì chúng tôi càng vững tin hơn và hứa quyết tâm sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ sẽ được cấp trên giao phó. Nhận được lệnh của cấp trên triển khai phương án về phòng dịch tại Bắc Giang, chúng tôi những cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao, kết hợp cùng với các đơn vị khác cũng như các lực lượng khác và người dân địa phương quyết tâm chống dịch và đẩy lùi dịch. Đến nay, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã hỗ trợ cho Bắc Giang gần 600 cán bộ chiến sĩ trong công tác phòng chống dịch. Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động quán triệt, cán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ phải thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan và đảm bảo an toàn sức khỏe trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn được phân công. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cho biết, đến nay sau khi đóng cửa 4 khu công nghiệp, giãn cách xã hội 4 huyện và thành phố Bắc Giang, tỉnh đã quản lý được toàn bộ công nhân liên quan đến ổ dịch, đồng thời tập trung phòng chống dịch lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện tại hai nguồn lây ở Bắc Giang là từ khu công nghiệp ra và liên quan đến ổ dịch ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Địa phương nhận định số F0 trong một số ngày tới sẽ tiếp tục tăng, nhưng tất cả đều trong khu cách ly, không lây lan rộng ra cộng đồng. Sáng nay bảo là bây giờ là cái giai đoạn này là ít của người dân. Thế cho nên là tập trung mạnh cái tuyên truyền, cái tổ chức cho nhân dân tự phòng dịch tại gia đình rồi thông qua cái tổ COVID cộng đồng. Thế rồi xử lý nghiêm những cái trường hợp mà vi phạm các cái quy định về cách ly giãn cách. Đấy, và cũng đẩy mạnh cái xét nghiệm. Đấy, những xét nghiệm thì theo cái hướng là xác định những cái khu vực mà có nguy cơ thì sẽ tập trung xét nghiệm. Còn tại Bắc Ninh, các ca mắc COVID-19 xuất hiện tại tất cả 8 huyện thị thành phố. Ngoài cộng đồng vẫn còn nguồn lây, đáng chú ý đã xuất hiện 6 ca dương tính trong khu công nghiệp. Sau khi khoanh gọn các ổ dịch ngoài cộng đồng, tỉnh Bắc Ninh quyết tâm giữ các khu công nghiệp không phải ngừng hoạt động. Bắc Ninh đang phối hợp với Bắc Giang để có phương án đảm bảo hoạt động, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất của các tập đoàn lớn, đa quốc gia nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu thí điểm cho các ca F1 cách ly tại nhà với những gia đình có điều kiện về nhà cửa, có khoảng cách với những nhà xung quanh, đồng thời giám sát bằng công nghệ và sự giúp đỡ của hàng xóm lân cận nhằm giảm tải cho các khu cách ly tập trung trong trường hợp quá tải. Liên quan đến vấn đề khai báo y tế, Phó Thủ tướng cho biết những ngày qua Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Tổ phân tích dữ liệu của Ban chỉ đạo đã rất tích cực triển khai hệ thống hỗ trợ khai báo y tế, theo dõi sức khỏe của các đối tượng tiếp xúc gần với các ca nhiễm. Đối với tất cả các huyện, thành phố và những nơi có liên quan khu công nghiệp thì cũng nên yêu cầu khai báo, và nếu có thể thì cũng nên khai báo toàn tỉnh. Và trên này thì cái bộ phận thông tin
của các cái doanh nghiệp lớn như là VNPT, Viettel thì có các cái tổng đài hỗ trợ cùng với cái đội tình nguyện hỗ trợ của ban chỉ đạo thì sẽ thường xuyên chủ động liên hệ với người dân để mà giúp người dân khai báo y tế và cũng là thăm hỏi cái tình hình sức khỏe và giúp cho cái công tác phòng bệnh cũng như là truy vết khi mà cần thiết. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh tỉnh Bắc Giang cần chuẩn bị các khu cách ly có sự giám sát của camera, các công cụ công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông đang hỗ trợ. Trong trường hợp có quá nhiều người bị nhiễm thì thu dung những trường hợp khỏe mạnh, chưa có triệu chứng để theo dõi, luôn sẵn sàng chuyển đến các khu điều trị nếu xuất hiện triệu chứng nặng. Bộ Thông tin Truyền thông cho biết đã nâng cấp hoàn thiện hệ thống quản lý cách ly y tế cho tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam, tiếp nhận cách ly tập trung và bàn giao về địa phương để theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú làm việc. Tất cả thông tin đều được tích hợp liên thông để theo dõi. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Y tế tiếp thu ý kiến của chuyên gia và các bộ ngành, ban hành quy trình quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, kể cả đối với chuyên gia nước ngoài và người Việt Nam về nước, trước hết là người Việt Nam về nước bằng đường hàng không, đảm bảo chặt chẽ từ lúc đăng ký về nước đến lúc nhập cảnh và cho tới khi hết thời hạn cách ly, trên tinh thần đảm bảo an toàn chống dịch và ràng buộc trách nhiệm đối với mọi tổ chức cá nhân có liên quan. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo toàn bộ trung tâm cách ly, các khách sạn đăng ký cách ly phải đảm bảo đủ điều kiện lập một hệ thống để quản lý từ giá cả đến các điều kiện phòng chống dịch. Nếu không đáp ứng đủ các điều kiện thì không được tiếp nhận người nhập cảnh vào cách ly. Thường trực Ban chỉ đạo cũng thống nhất giao cho lực lượng quân y đảm nhận công tác xét nghiệm cho các đối tượng trong khu cách ly quân sự. Ban chỉ đạo cũng thảo luận về việc xây dựng bộ tiêu chí về mức độ đánh giá nguy cơ dịch bệnh tại các địa phương theo 3 cấp độ, nguy cơ cao và rất cao. Yêu cầu đặt ra các dữ liệu tiêu chí về cập nhật thường xuyên từ địa phương, liên thông giữa các bộ ngành, có cập nhật thông tin bổ sung bên ngoài, từ đó dự báo để lãnh đạo các địa phương làm cơ sở triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, nhằm bảo vệ sức khỏe của nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã quyết định thành lập 5 chốt kiểm soát COVID-19 từ xa tại các tuyến giao thông đường bộ, cửa ngõ ra vào tỉnh. Theo quyết định, các lực lượng chức năng bao gồm cảnh sát giao thông, kiểm soát quân sự, cảnh sát cơ động, công an huyện và cán bộ y tế ở các chốt sẽ thực hiện nhiệm vụ dừng, kiểm soát người và giấy tờ phương tiện hàng hóa theo quy định, ngăn chặn không để các phương tiện chở người nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh ra vào địa bàn. Cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt, khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm, nhanh chóng đưa vào cơ sở y tế, xác định danh tính và sơ đồ dịch tễ, báo cáo ngay với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện, tỉnh để triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Bằng chứng cho thấy sự kỳ thị liên quan tới COVID-19 sẽ dẫn đến ít người chủ động tìm kiếm chăm sóc y tế hoặc xét nghiệm hơn, ít người tuân thủ các biện pháp can thiệp bao gồm tự cách ly. Những điều này dẫn đến việc bỏ sót người bệnh, gia tăng số người tiếp xúc với người mắc bệnh, khiến cho việc xử lý ổ dịch bùng phát càng trở nên khó khăn hơn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, giảm bớt được sự kỳ thị xã hội đối với các căn bệnh như COVID-19 đồng nghĩa với việc tính hiệu quả của các nỗ lực ứng phó sẽ được nâng cao. WHO khuyến nghị các quốc gia tổ chức sử dụng ngôn ngữ mang tính nhân văn, thể hiện sự tôn trọng và khích lệ người dân tham gia vào mọi kênh giao tiếp, bao gồm cả truyền thông đại chúng. Từ ngữ được dùng trên truyền thông đại chúng đặc biệt quan trọng vì chúng sẽ hình thành xu hướng ngôn ngữ và truyền thông về COVID-19. Những bản tin tiêu cực có thể ảnh hưởng đến sự nhìn nhận và đối xử của cộng đồng xã hội đối với người nghi có COVID-19, người bệnh, gia đình họ và các cộng đồng bị ảnh hưởng khác. Dưới đây là một số điều nên và không nên làm trong việc sử dụng ngôn từ khi nói về COVID-19. 1. Nên nói về bệnh do chủng virus corona mới gây ra, COVID-19. Không nên liên hệ bệnh với một địa danh hoặc một dân tộc nào đó. Không sử dụng các tên gọi như virus Vũ Hán, virus Trung Quốc hay virus châu Á. Tên chính thức của dịch bệnh đã được chọn lựa một cách thận trọng nhằm tránh gây kỳ thị. Co là viết tắt của corona, vi là viết tắt của virus và D là viết tắt của dịch bệnh. 19 là do dịch bệnh xuất hiện vào năm 2019. 2. Nên nói về người có COVID-19, người đang được điều trị COVID-19, người đang phục hồi sau khi có COVID-19 hoặc người qua đời sau khi có COVID-19. Không nên gọi người bệnh là ca nhiễm COVID-19 hay nạn nhân. 3. Nên nói về người có khả năng có COVID-19 hoặc người được cho là đã có COVID-19. Không nên nói về người bị nghi hoặc ca bị nghi có COVID-19.
4. Nên nói về người mắc hoặc có COVID-19. Không nên nói về người lây truyền COVID-19, lây nhiễm cho người khác hay phát tán virus vì sẽ có hàm ý rằng họ cố ý lây truyền dịch bệnh và quy kết trách nhiệm cho họ. Điều này làm tăng sự kỳ thị, làm mất đi sự cảm thông và có thể khiến người bệnh do dự trong việc đi điều trị hoặc sàng lọc, xét nghiệm và cách ly. 5. Nên tuyên truyền một cách chính xác về nguy cơ của COVID-19 dựa trên các dữ liệu khoa học và lời khuyên chính thức và cập nhật nhất của ngành y tế. Không nên dùng ngôn từ phóng đại, thái quá để tạo ra sự sợ hãi như đại họa hay ngày tận thế. 6. Không nên nhắc lại hoặc chia sẻ các tin đồn chưa được kiểm chứng. Nên tuyên truyền một cách tích cực và nhấn mạnh hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa và điều trị. Đây là bệnh mà hầu hết mọi người khi mắc đều có thể bình phục. Chúng ta có thể thực hiện các bước đơn giản để giữ an toàn cho bản thân, người thân của chúng ta, cũng như những người dễ bị tổn thương nhất. 7. Không nên nhấn mạnh hay tập trung vào những điều tiêu cực hay thông điệp mang tính chất đe dọa. Nên nhấn mạnh hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm COVID-19, cũng như của việc sớm đi kiểm tra, xét nghiệm và điều trị. Việc thành lập quỹ vaccine phòng COVID-19 là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng chống dịch, đẩy nhanh tiến độ tiếp cận mua, nhập khẩu vaccine để triển khai tiêm chủng trên diện rộng cho nhân dân. Theo tính toán của Bộ Y tế, Việt Nam dự kiến mua 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người và tổng nhu cầu kinh phí ước khoảng 25.200 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí mua vaccine khoảng 21.000 tỷ đồng, kinh phí vận chuyển, bảo quản, phân phối, tổ chức tiêm chủng khoảng 4.200 tỷ đồng. Về nguồn kinh phí để mua vaccine, ngân sách trung ương dự kiến phải bố trí khoảng 16.000 tỷ đồng, đảm bảo cho các đối tượng do trung ương quản lý và hỗ trợ ngân sách địa phương khó khăn, ngân sách địa phương chi và huy động đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức khoảng 9.200 tỷ đồng. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết hiện nay đã phát hiện lây nhiễm từ các công nhân trong khu công nghiệp sang các thành viên trong gia đình. Theo đó, các lực lượng chức năng đang triển khai công tác rà soát để khoanh vùng, ngăn chặn dịch lây lan. Bên cạnh đó, với hỗ trợ của Bộ Y tế và nhiều đơn vị, năng lực xét nghiệm của Bắc Giang đã được nâng cao, đáp ứng yêu cầu xét nghiệm hàng ngày. Từ ngày 21 tháng 5, tỉnh bắt đầu trả kết quả xét nghiệm trong ngày. Bắc Giang cũng đang chuẩn bị một bệnh viện thu dung các bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nhẹ với công suất 620 giường, dự kiến ngày 22 tháng 5 sẽ đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, đoàn cán bộ Bệnh viện Bạch Mai đang tiến hành khảo sát thiết lập trung tâm hồi sức tích cực với quy mô 58 giường để điều trị bệnh nhân nặng. Hiện tại, tỉnh Bắc Giang có 5 khu cách ly tập trung đáp ứng cho 5.000 người, các huyện, thành phố đảm bảo cách ly cho 25.000 người. Thực tế, nhiều khu cách ly chưa đáp ứng yêu cầu và đã được chấn chỉnh, đặc biệt đã lắp thêm camera để giám sát. Đối với Bắc Ninh, hiện các ca dương tính tiếp tục gia tăng, phần lớn xuất hiện trong các khu công nghiệp. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bắc Ninh rà soát lại các khu cách ly tập trung và thí điểm cách ly tại nơi cư trú đối với hộ gia đình đủ điều kiện về nhà ở khoảng cách. Hiện Bắc Ninh đã tăng cường các loại xét nghiệm triển khai gộp mẫu 20, nhưng với gần 500.000 công nhân, theo công suất hiện nay vẫn chưa đáp ứng được. Vì vậy, các chuyên gia đề xuất Bắc Ninh cần tăng cường xét nghiệm gộp và thí điểm xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Bên cạnh đó, hai địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin cùng sự hỗ trợ của tổ tình nguyện trung ương địa phương trong vấn đề khai báo y tế toàn dân có cập nhật hàng ngày với mục tiêu truy vết nhanh. Thưa quý vị, là địa phương đầu tiên xuất hiện ca nhiễm mới trong đợt dịch bùng phát thứ tư ở Hà Nội với nhiều ca bệnh được ghi nhận. Tuy nhiên, thì huyện Đông Anh đã nhanh chóng kiểm soát được tình hình. Mặc dù có tới 4 điểm phải phong tỏa, nhưng nhờ cách làm quyết liệt, chủ động, đặc biệt là sự sáng tạo với mô hình cách ly 3 lớp địa phương, cho nên địa phương này đã khóa chặt được nguồn lây nhưng vẫn đảm bảo không làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Địa phương này cũng vừa được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông Tấn. Đây là một trong 5 điểm chốt cứng tại điểm phong tỏa xóm 2, thôn Bắc, xã Kim Nỗ. Tuy nhiên, vẫn có một điểm chốt mềm như thế này để hàng ngày cung ứng nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân. Điểm chốt chặn tại xóm 2 thôn Bắc được coi là lớp khoanh vùng dịch thứ hai và được thực hiện theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, luôn bố trí người trực 24 trên 24 giờ, chia thành 3 ca. Ban ngày thì phải có độ 2 người, cũng phải phục vụ các phần với nhân dân nữa. Ai thiếu đồ dùng gì thì là sẽ nhờ mình người trực chốt. Sẽ cử một người đại diện đi mua thiết yếu thực phẩm cho nhân dân. Lớp phòng dịch thứ nhất chính là lớp lõi tại các gia đình F1, F2 và người đi đến vùng dịch.
lớp này sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Còn lớp phòng dịch thứ 3 là lớp ngoài cùng tại các chốt kiểm soát y tế, đảm bảo tất cả những người ra vào được kiểm tra thân nhiệt, khai báo thông tin. Lớp này được thực hiện theo chỉ thị 19 của Thủ tướng. Cách ly vào lớp này thì chúng ta có thể là triệt để việc là cách ly, phát hiện, truy vết kịp thời, từ đó khoanh vùng gần như là tối đa đối với các trường hợp liên quan đến ca bệnh. Từ đó là không thể lây lan dịch bệnh cộng đồng chúng ta trong tầm kiểm soát của mình rồi. Mặc dù được bảo vệ bởi 3 lớp lá chắn phòng dịch với những quy định nghiêm ngặt, nhưng mọi sinh hoạt của người dân vẫn được bảo đảm. Đặc biệt, ngay cả khi bị phong tỏa, thì hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân vẫn không bị đình trệ. Vẫn là phát triển kinh tế, như các bác phải làm mộc, đấy, vẫn là làm, các hộ dân vẫn là xúc tác, cũng là phát triển sản xuất nông nghiệp, cũng có vài hộ gặt rồi, cũng phải để hướng cho bà con là ra, bỏ phơi máy gặt lúa xong thì lại khoanh vùng đi về ngay. Cái mô hình rất là sáng tạo, chủ động và những cái ca F2 dịch COVID-19 chỉ có thể thành công khi mà thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân và được từng người dân phải có trách nhiệm hưởng ứng và ủng hộ dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng cũng như là vai trò của chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể. Chúng tôi huy động được cái lực lượng đội tình nguyện trên 11.000 người. Nhờ thực hiện hiệu quả mô hình 3 lớp mà tình hình dịch trên địa bàn huyện Đông Anh đã được kiểm soát. Không những thế, địa phương này còn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Đây cũng là điều kiện quan trọng để huyện Đông Anh đảm bảo thực hiện thành công, an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đã 9 ngày liên tục, chị Nguyễn Thị Lan Hường làm công việc lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Công việc những ngày này không có thời gian cố định, bất kể ngày hay đêm, chỉ cần một cuộc điện thoại là cả kíp lên đường ngay. Gần một tuần nay là tình hình diễn biến dịch phức tạp như này thì em đã phải đi lấy mẫu xét nghiệm. Kể cả ngày đêm khi có lệnh điều động là chúng em đều phải đi. Và khi lấy mẫu xét nghiệm về thì em ở tại cơ quan luôn chứ cũng không về với gia đình. Trời tháng 5 nóng nực, cơm trưa không kịp ăn. Vậy nhưng khi lấy mẫu tập trung tại trạm xong, chị Hường và đồng nghiệp lại khẩn trương di chuyển đến các hộ gia đình để lấy mẫu cho những người già, ốm đau. Tờ danh sách người cần lấy mẫu vẫn còn dài. Dù mặc cái bộ quần áo là rất là nóng lực nhưng mà chúng tôi là vì cộng đồng, vì xã hội thì chúng tôi quyết tâm là một lòng là sẽ đẩy lùi COVID nhanh nhất. Có thể thấy so với các đợt dịch trước, đợt dịch này rất nguy hiểm, quy mô lớn hơn, diễn biến phức tạp hơn. Từ ngày 8 tháng 5 đến nay, nhân viên y tế trên toàn tỉnh Bắc Giang đã lấy được gần 25.000 mẫu bệnh phẩm. Để có được số mẫu lớn như vậy, không chỉ có các y bác sĩ y tế dự phòng, mà cả các y bác sĩ ở khối điều trị cũng được huy động cho nhiệm vụ chống dịch. Chúng tôi được tự trưng tập ở khoa cấp cứu lên phòng lấy mẫu. Thì là hàng ngày thì chúng tôi cứ đi lấy mẫu hết xã này đến xã khác. Có hôm thì cũng tầm 12 giờ, có hôm cũng 3 giờ sáng. Mặc dù là rất vất vả nhưng mà chúng tôi thì cũng rất mong là nhân dân đồng lòng để cho cái lấy mẫu được nhanh chóng và khẩn trương và có kết quả nhanh nhất. Số mẫu bệnh phẩm từ các huyện, thành phố chuyển lên ngày một nhiều, khiến áp lực làm việc của các nhân viên ở Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh CDC Bắc Giang những ngày này luôn trong tình trạng quá tải. Đã 7 đêm kể từ ngày ghi nhận ca bệnh đầu tiên trong đợt bùng phát lần thứ 4, tất cả cán bộ, nhân viên khoa xét nghiệm ở đây gần như thức trắng. Thì chúng tôi cũng phải huy động thêm các cái cán bộ của các khoa phòng khác trong đơn vị thì cũng đã có rất là nhiều các cán bộ ở trong đơn vị đã xung phong xuống hỗ trợ cho khoa xét nghiệm để mà phục vụ đáp ứng công tác xét nghiệm và phòng chống dịch. Dù phải đối diện với nhiều khó khăn vất vả, nhưng với sự đồng lòng, tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc, các y bác sĩ tuyến đầu của Bắc Giang vẫn đang nỗ lực lan xả, cùng các lực lượng chức năng và người dân quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Thank you.
Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết là vào ngày 20 tháng 5, tỉnh này ghi nhận thêm 6 trường hợp mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 toàn tỉnh là 22 trường hợp. Hiện có 21 bệnh nhân đều đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh và 1 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhi Hải Dương. Trong số 22 ca mắc COVID-19 thì riêng thành phố Hải Dương có 17 ca, trong đó 11 ca là người dân ở xóm Gốc Mít, phường Trần Phú. Đến nay, thành phố Hải Dương đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 2.700 người, gồm cả trường hợp tiếp xúc gần F1 và F2. Cũng trong chiều ngày 20 tháng 5, cơ quan y tế đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho trên 15.000 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Tinh Lợi, khu công nghiệp Lai Vu, huyện Kim Thành. Ngày 19 tháng 5, Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đã thay mặt chính phủ Việt Nam trao tặng tượng trưng vật tư y tế phòng chống COVID-19 tới chính phủ Cộng hòa Nam Sudan. Phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại New York. Số vật tư y tế trao tặng gồm 1.000 bộ quần áo bảo hộ và 150.000 khẩu trang kháng khuẩn do doanh nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất đã được chuyển đến Nam Sudan trên chuyến bay vận tải chiến lược do Không lực Hoàng gia Australia thực hiện giúp Việt Nam thay quân bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Nam Sudan trong tháng 4 vừa qua. Hiện tại thì cái tình hình của COVID-19, dịch bệnh ở Nam Sudan còn diễn biến rất là phức tạp. Cho nên cái việc chúng ta hỗ trợ bạn 150.000 khẩu trang và 1.000 cái bộ quần áo y tế để bảo hộ là một cái giúp đỡ rất là thực tế. Và bạn đánh giá cao cái nghĩa cử như thế này, nhất là trong bối cảnh khó khăn như bây giờ. Cùng với cái việc phục vụ rất là tốt của bệnh viện dã chiến cấp 2 của chúng ta ở trên thực địa Sudan và cái việc chúng ta trao khẩu trang hôm nay, nó tạo nên một cái hình ảnh rất là tốt đẹp. Một người bạn giúp đỡ một người bạn trong lúc khó khăn. Chúng tôi rất biết ơn Việt Nam đã hỗ trợ Nam Sudan số thiết bị y tế này, bởi tình hình đại dịch ở đất nước chúng tôi hiện vẫn diễn biến phức tạp, cho dù hiện đã bắt đầu có vaccine. Theo số liệu của Worldometer, một tổ chức quốc tế thống kê dữ liệu và nghiên cứu đại dịch COVID-19, tình hình dịch bệnh tại Nam Sudan vẫn diễn biến phức tạp. Tính đến ngày 19 tháng 5, số người mắc COVID-19 là 10.652 người và số ca tử vong lên tới 115 người. Riêng phái bộ hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, số ca mắc là 225 người và đã có 3 ca tử vong. Đại biện lâm thời Oliha cũng nhờ Đại sứ Đặng Đình Quý chuyển lời cảm ơn chân thành của chính phủ và nhân dân Nam Sudan tới chính phủ Việt Nam vì đã cử bệnh viện dã chiến tới giúp trực tiếp và đào tạo cho cán bộ Nam Sudan. Thời điểm này, đối với Bắc Giang, việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 3 có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, sau hai đợt tiêm phòng COVID-19 cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch hoàn thành vào đầu tháng 5 vừa qua, đã có những lo lắng thái quá đối với các phản ứng thông thường đã được cảnh báo khi tiêm, khiến nhiều người hoang mang, lo lắng. Thực hiện kế hoạch này thì chúng tôi đã tuyên truyền sâu rộng cho đến tất cả các đối tượng tiêm về cái lợi ích của tiêm vaccine, hai là những phản ứng có thể xảy ra trong tiêm. Thế và để đảm bảo công tác an toàn thì chúng tôi đã thực hiện, khi tiêm là chúng tôi đã thực hiện một cái đội cấp cứu lưu động đặt tại điểm tiêm. Nếu có vấn đề gì là chúng tôi thực hiện cấp cứu ngay. Thứ hai là chúng tôi thực hiện đúng quy trình tiêm chủng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả đối tượng tiêm. Thông tin về ca tử vong sau tiêm phòng COVID-19 tại An Giang ngày 7 tháng 5 vừa qua được cho là sốc phản vệ trên nền cơ địa quá mẫn cảm với non-steroid và hai trường hợp phản ứng sốc nhẹ sau tiêm phòng tại Bắc Giang vừa qua được ngành y tế nhận định là những trường hợp hư hữu rất hiếm gặp trong thực tế tiêm chủng vaccine COVID-19. Những người còn lại chỉ gặp các triệu chứng như đau vết tiêm, sốt nhẹ, buồn nôn. Đây là những phản ứng thông thường khi tiêm bất kỳ loại vaccine nào. Sau khi tiêm phòng COVID thì những cái phản ứng phụ chúng tôi cũng có xảy ra nhưng không gây ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân. Chỉ trong vòng 1-2 ngày thì bản thân sẽ trở lại bình thường. Chứ không có cái tình trạng là tiêm phòng COVID vào để xảy ra những cái biến chứng khác. Sau khi chúng tôi tiêm xong, toàn bộ lực lượng thuộc ban chỉ đạo xã Tân Tiến, các đồng chí đều an toàn. Bắc Giang đang trong giai đoạn cam go quyết liệt để ngăn chặn dịch bệnh. Đối với các lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch, thì vaccine phòng COVID-19 giúp họ có thêm một lớp lá chắn, bảo vệ họ an toàn khi tiếp xúc với ca bệnh hoặc làm việc lâu trong môi trường nguy cơ cao. Được là một cái nhóm ưu tiên, được tiêm vaccine đầu tiên trong cái đợt này. Sau khi tiêm vaccine, tôi cảm giác rất thoải mái, yên tâm, không lo lắng gì về vấn đề mắc COVID nữa. Một thứ hai là sau khi tiêm vaccine rồi, tôi sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ của phòng chống dịch COVID ạ. Gia đình nhà tôi thì biết là được tiêm phòng rất là tốt, nên là tôi đã đăng ký tiêm phòng cho cả vợ cả chồng nhưng mà vẫn chưa được tiêm ạ. Tôi mong muốn được tiêm phòng sớm, ngày nào thì tốt cho mình ngày đấy. Trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, khó kiểm soát như hiện nay, thì việc cung cấp những thông tin chính xác về dịch bệnh và triển khai nhân rộng số lượng người được tiêm phòng vaccine COVID-19
có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế sự lây lan ra cộng đồng, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Đây cũng là mong muốn chính đáng của hầu hết mọi người dân. Cục Quản lý Thị trường Hà Nội vừa ban hành công văn hỏa tốc gửi trưởng các phòng, đội trưởng các đội quản lý thị trường trực thuộc về việc tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó, Cục sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với cơ sở không chấp hành quy định của thành phố về yêu cầu tạm dừng hoạt động để hạn chế lây lan COVID-19, lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng, định giá mua bán, thổi giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý để thu lợi bất chính, nhất là các mặt hàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 như là khẩu trang, thiết bị y tế, nước sát khuẩn, đồng thời bảo đảm công tác an toàn thực phẩm, bình ổn giá thị trường, giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống của nhân dân. Thưa quý vị, chiều nay tại thành phố Bắc Ninh, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dẫn đầu đã trao tặng ủng hộ nhân dân Bắc Ninh 5 tỷ đồng phòng chống dịch COVID-19. Ông Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao tỉnh Bắc Ninh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh. Số tiền ủng hộ này sẽ góp phần giảm bớt những khó khăn do dịch bệnh gây ra, cùng chính quyền nhân dân đẩy lùi dịch bệnh. Ông cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc tiếp tục phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội, tiếp tục vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời đề nghị tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các ngành triển khai các kịch bản bầu cử thích ứng với các tình huống, đồng thời quan tâm tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bầu cử đúng luật, an toàn. Hôm qua, Sư đoàn 3, Quân khu 1 đã tổ chức lễ xuất quân hơn 100 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại lễ xuất quân, Đại tá La Công Phương, Chính ủy Sư đoàn 3 đề nghị các cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, gian khổ, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Song song với lực lượng hỗ trợ đảm bảo an ninh, Sư đoàn 3 cũng cử lực lượng hỗ trợ hậu cần giúp chuẩn bị các suất ăn cung cấp cho các bệnh viện, khu cách ly y tế phòng chống COVID-19. Từ ngày 20 tháng 5 tại đơn vị, các cán bộ chiến sĩ thực hiện nấu khoảng 2.000 suất cơm mỗi ngày, sau đó dùng phương tiện vận chuyển đến các địa điểm của tỉnh Bắc Giang. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong những ngày qua, nhiều đoàn công tác của Trung ương và địa phương đã triển khai chi viện cho Bắc Giang cả về nhân lực lẫn vật lực. Với những nhiệt huyết đặc thù của tuổi trẻ ngành y, hơn 200 cán bộ và sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cũng đã góp mặt và hỗ trợ tối đa cho công tác xét nghiệm cũng như truy vết các ca nhiễm tại địa phương. Như thông lệ, 20 tối hàng ngày, nhóm sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lại tập trung để nhận phân công tới các điểm lấy mẫu xét nghiệm. Các anh chị ơi, hiện tại đang thiếu 5 sinh viên ạ. Có anh chị nào có đủ sức khỏe để mình đi không ạ? Cùng với nhiều đoàn công tác khác, các em đã tới Bắc Giang được gần tuần nay. Đợt chi viện cho Bắc Giang lần này, hơn 200 sinh viên của trường đã xung phong ra tuyến đầu. Phần lớn là sinh viên mới, tuổi đời còn rất trẻ, nhưng đây là lần thứ hai các em được tham gia trực tiếp vào công tác phòng chống dịch. Sự chủ động cho công việc là điều dễ dàng nhận thấy. Bây giờ mình sẽ cần 3 bàn ghi, thì sẽ có 6 người. Bắt đầu giơ tay nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, có 3 người lấy mẫu nào. 1, 2, 3 người lấy mẫu. 2 người còn lại giúp mình phân luồng lúc đầu nha. Điểm xét nghiệm hôm nay là một khu dân cư lớn tại thành phố Bắc Giang với hơn 1.000 mẫu. Cũng bởi có kinh nghiệm và sự chủ động, toàn bộ quá trình lấy mẫu xét nghiệm cho bà con cư dân diễn ra rất suôn sẻ. Dạ, đầu tiên là bọn em sẽ phải hỏi lại tên để xác nhận xem đấy có phải là bệnh nhân cần xét nghiệm hay không. Sau đó bọn em sẽ hướng dẫn người ta để cách lấy mẫu ạ. Mỗi tổ bọn em thì sẽ có một ekip làm riêng và mỗi người sẽ có một những người sẽ có một công việc riêng, ví dụ như là mấy bạn lấy mẫu ghi và có bọn em là phân luồng. Thì mọi người sẽ phải giãn cách ra 2 mét, mỗi người khoảng cách ít nhất là 2 mét để không có trường hợp là lây nhiễm chéo với nhau. Giờ đã là thời điểm hơn 23 giờ đêm, tuy nhiên lượng người dân đổ về địa điểm xét nghiệm này vẫn còn rất đông. Có lẽ lúc này anh em phóng viên chúng tôi là những người được trải nghiệm một cách chân thực nhất về cái nóng của những bộ đồ bảo hộ, cái mệt của khối lượng công việc. Cũng từ đây, sự tôn trọng và lòng khâm phục của chúng tôi đối với các em sinh viên
cũng vì thế mà lớn dần. 12 giờ đêm, khi những mẫu xét nghiệm cuối cùng đã hoàn tất, cả nhóm mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Dù mệt, nhưng ánh mắt của những y bác sĩ tương lai này vẫn tràn đầy nhiệt huyết và một niềm tin chiến thắng trước dịch bệnh. Thì cái cảm nhận của em khi được mà chung tay với mọi người trong cái việc mà hỗ trợ địa phương phòng dịch ấy, thì em thấy thế nào? Thì em nghĩ đây là một việc tốt, cũng có thể giúp đỡ cho mọi người. Đấy, dẫu vượt qua Bắc Giang, vượt qua được cái đợt dịch này, em cũng góp phần một ít thôi. Nhưng mà cũng không nhiều, nhưng mà cũng là được một ít. Đối với các sinh viên nữ, xa gia đình trong nhiều ngày chắc chắn sẽ là những trải nghiệm vô cùng khó khăn. Nhưng một chút hỏi han, động viên từ người thân ở quê nhà luôn là động lực lớn giúp các em tiếp tục những công việc gian nan phía trước. Cảm ơn buổi hôm nay có cái chuyện gì vui không? Alo mẹ ạ, vừa nãy mẹ gọi cho con ạ. Lúc đấy con đang lấy mẫu nên con không nghe được. Bọn con vừa xong rồi, bây giờ mới xong. Mẹ đi ngủ chưa? Mẹ vừa. Thế thôi mẹ cứ giữ gìn sức khỏe ở nhà nhé. Ở đây bọn con có đồ bảo hộ các thứ an toàn hết rồi, mẹ không phải lo đâu. Cơm Bắc Giang ngon lắm ạ. Vâng, chưa biết khi nào bọn con sẽ về. Có gì con bảo mẹ nhé, mẹ đi ngủ sớm đi ạ. Gần 1 giờ sáng, chuyến xe chở nhóm sinh viên cuối cùng mới về đến khu tập trung. Đêm nay, trời Bắc Giang có mưa. Cơn mưa dù to, nhưng cũng chỉ đủ để hạ nhiệt cái nóng gay gắt của những ngày đầu hè, mà không hề làm suy giảm nhiệt huyết của các sinh viên trẻ nơi tuyến đầu chống dịch. Nhằm chia lửa với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, 4 bệnh viện khác của Hà Nội cũng đã chuẩn bị sẵn sàng 440 giường bệnh để tiếp tục điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong đó, thì Bệnh viện Đức Giang chuẩn bị 150 giường bệnh, Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long 50 giường bệnh, Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn 100 giường bệnh và Bệnh viện Hà Đông 140 giường bệnh. Những giường bệnh này được thực hiện trong một khu cách ly riêng biệt và luôn sẵn sàng nhân lực, vật lực để tiếp nhận bệnh nhân COVID-19, góp phần giảm tải cho Bệnh viện tuyến Trung ương. Hôm nay, Bộ phận Thường trực Đặc biệt Hỗ trợ Chống dịch của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, trưởng bộ phận làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với ngành Y tế Bắc Ninh về công tác phòng chống dịch bệnh. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhận định Bắc Ninh đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, thì trong thời gian qua, ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng lên, bệnh nhân nặng nhiều hơn. Thứ trưởng lưu ý Bắc Ninh cần linh hoạt trong vận dụng các quy định giãn cách theo chỉ thị số 15 và chỉ thị 16 của Chính phủ, có thể điều chỉnh một số điều tương ứng với thực tế. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, Bộ Y tế chuyển giao tài liệu tập huấn trực tuyến, kiểm tra rà soát lại các nội dung đã thực hiện, đồng thời đưa các giải pháp hỗ trợ Bắc Ninh về nhân lực, vật tư y tế, trang thiết bị, điều trị bệnh nhân. Tiếp đó, đoàn công tác đã kiểm tra cơ sở vật chất và phương án chuẩn bị điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến, Trường sĩ quan chính trị tỉnh Bắc Ninh. Dự kiến chiều cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên. Hiện nay, công suất điều trị của bệnh viện là hơn 200 giường bệnh. Trong thời gian tới, dự kiến nâng công suất lên 500 giường bệnh. Tính đến sáng ngày 20 tháng 5, thì tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 là 371 ca, trong đó nhiều nhất ở huyện Thuận Thành với 307 ca, huyện Yên Phong là 30 ca, thành phố Bắc Ninh ghi nhận 17 ca. Trong đó có 29 bệnh nhân nặng phải thở oxy và một bệnh nhân lọc máu liên tục tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên, sáng ngày hôm nay 19 tháng 5, tỉnh tiếp tục ghi nhận 7 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 4 trường hợp liên quan tới chùm ca bệnh tại xã Sisapin, huyện Nậm Pồ, hiện đang thực hiện cách ly y tế. Đáng chú ý là có 3 trường hợp còn lại đều là nhân viên y tế làm việc trong Bệnh viện Dã chiến Điện Biên Phủ. Ngay sau khi ghi nhận các ca dương tính ở Bệnh viện Dã chiến, Sở Y tế tỉnh đã chỉ đạo phong tỏa tạm thời bệnh viện, chỉ tiếp nhận bệnh nhân điều trị COVID-19, tiến hành họp bàn đánh giá tình hình, kiểm soát các yếu tố nguy cơ lây nhiễm, tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện Dã chiến Điện Biên Phủ. Sở Y tế cũng quyết định thành lập tổ tăng cường công tác dịch bệnh trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, gồm có 30 người, tăng cường 8 cán bộ y tế bổ sung cho các trạm y tế trên địa bàn thành phố thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, sáng nay 20 tháng 5, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành phong tỏa hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu thuộc phường 5, quận 3. Đây là khu vực có một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đang chờ kết quả xét nghiệm. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại con hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì các lực lượng chức năng và y tế đang tiến hành lập danh sách và lấy mẫu toàn bộ cư dân đang sinh sống tại khu vực này vì có một ca có kết quả xét nghiệm là dương tính lần 1 trong sáng nay đang sinh sống tại con hẻm này.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, một trường hợp nữ sinh năm 1963 cư ngụ tại quận 3, nghề nghiệp bán quán ăn tại số nhà 287/5 có kết quả sàng lọc nghi ngờ nhiễm COVID-19. Sau khi tiếp nhận thông tin, thành phố đã tiến hành các biện pháp phòng chống dịch tại điểm có ca nghi nhiễm. Thông báo trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 5 năm 2021 cho đến nay, người dân nào có đến nhà số 287/5 Nguyễn Đình Chiểu và số 289 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3 ăn uống hoặc tiếp xúc với người nhà ở địa chỉ trên, xin nhanh chóng liên hệ với trạm y tế phường 5, quận 3 hoặc các cơ sở y tế để được xét nghiệm và lấy mẫu theo quy định. Hai đầu hẻm Nguyễn Đình Chiểu và Võ Văn Tần đã được thực hiện đồng thời phong tỏa. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cũng đã cử đội lấy mẫu đến giám sát và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đối với người dân sinh sống tại hẻm này. Điều tra ban đầu đã truy vết 15 trường hợp tiếp xúc gần tại nơi ở và chuyển đi cách ly lấy mẫu xét nghiệm khẩn. Trước đó, ngày 19 tháng 5, người này có triệu chứng bệnh đường hô hấp đến khám tại Trung tâm Medic Hòa Hảo, sau đó chuyển sang Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và được cách ly ngay sau đó. Kết quả sáng ngày 20 tháng 5 cho thấy trường hợp này đã dương tính lần 1 với COVID-19. Xin kính chào quý vị và các bạn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sự chủ quan mất cảnh giác của nhiều cá nhân tổ chức, sự chậm trễ lúng túng ứng phó khi dịch bùng phát của một số địa phương, đó chỉ là một trong rất nhiều nguyên nhân làm bùng phát được dịch COVID-19 thứ tư tại Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta đang kiên trì thực hiện các biện pháp chủ động tấn công là 5K, vaccine và xét nghiệm sàng lọc diện rộng. Bản tin tổng hợp về COVID-19 ngày 20 tháng 5 trên kênh truyền hình Thông Tấn sẽ tiếp tục có cái nhìn toàn cảnh về tình hình dịch bệnh trong 24 giờ qua. Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ xem xét phê duyệt việc thành lập quỹ vaccine phòng COVID-19. Trên tính toán của Bộ Y tế, Việt Nam dự kiến mua 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người, với tổng nhu cầu kinh phí ước tính khoảng 25.200 tỷ đồng. Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã thay mặt Chính phủ Việt Nam trao tặng tượng trưng vật tư y tế phòng chống COVID-19 tới Chính phủ Cộng hòa Nam Sudan. Số vật tư y tế trao tặng gồm 1.000 bộ quần áo bảo hộ và 150.000 khẩu trang kháng khuẩn. Thưa quý vị, hôm nay nước ta đã ghi nhận thêm 2 trường hợp tử vong có liên quan tới COVID-19. Bản đồ dịch tễ cũng đã xuất hiện thêm những tỉnh thành mới, trong đó tình hình dịch bệnh tại địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn diễn biến phức tạp khi đã có tổng số trường hợp F0 trên 600 ca, F1 gần 9.000 trường hợp và F2 gần 37.000 trường hợp. Bắc Giang trở thành một trận địa và cả nước đang dồn sức chi viện cho địa phương này. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả quy trình xét nghiệm, máy hấp và tài khoản này đã được Tổ chức Xét nghiệm Lưu động số 1 Học viện Quân y đưa vào sử dụng. Thông qua thiết bị, toàn bộ vật phẩm y tế sau công đoạn xét nghiệm sẽ được thu gom và xử lý an toàn trước khi được thải ra môi trường. Trong gần 2 ngày qua, nhân lực và vật lực của Tổ xét nghiệm lưu động này luôn được huy động tối đa. Chỉ sau chưa đầy một ngày thì hệ thống xét nghiệm lưu động này đã được nhanh chóng thiết lập với đầy đủ các trang thiết bị tốt nhất phục vụ công tác xét nghiệm và truy vết các ca nhiễm. Theo các bác sĩ của Học viện Quân y thì hệ thống này trung bình mỗi ngày sẽ thực hiện được hơn 1.000 ca xét nghiệm với tỷ lệ chính xác rất cao. Và việc hệ thống được đi vào hoạt động thì rõ ràng đã góp phần giảm tải rất lớn cho lực lượng y tế của địa phương trong quá trình chiến đấu với dịch bệnh. Bên cạnh những trang thiết bị chuyên dụng, lực lượng quân sự y tế từ các địa phương cũng đã đến và triển khai nhiệm vụ từ nhiều ngày qua. Dù thời tiết nắng nóng, điều kiện sinh hoạt khó khăn, nhưng những người lính áo trắng vẫn luôn kiên cường, hoàn thành nhiệm vụ với tất cả sức lực và sự tận tâm. Cái thời tiết nắng nóng thì đều rất là khó chịu, nhất là mặc cái bộ trang phục như thế này. Trong thời gian dài không uống nước, không đi vệ sinh các thứ, nhưng mà đặc biệt thì với nhân viên nữ thì còn khó khăn hơn. Chúng tôi đến tỉnh Bắc Giang là có 200 người chiến sĩ. Thế thì chúng tôi chia làm 10 đoàn nhỏ, 10 tổ nhỏ để chúng tôi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho từng khu vực, từng địa phương nhỏ một để đảm bảo rằng là thời gian lấy mẫu nhanh nhất. Tất cả các xét nghiệm một cách hiệu quả nhất bằng kinh nghiệm và bằng trí tuệ, bằng vật lực của cả các tỉnh, của cả nhà nước hỗ trợ thì chúng tôi dùng hết sức mình và thời gian đang có để làm cho dịch bệnh lùi nhanh nhất. Thực tế, số ca nhiễm tại Bắc Giang những ngày qua đang tăng rất nhanh. Bên cạnh đó là sự phức tạp của các ổ dịch. Theo các chuyên gia y tế,
Ngoài việc khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch, việc áp dụng những kinh nghiệm trong phòng chống dịch từ các địa phương khác cũng vô cùng cần thiết đối với Bắc Giang vào lúc này. Quan trọng nhất đối với Bắc Giang bây giờ là thực hiện tốt cái việc mà giãn cách trong khu cách ly để làm sao mà số ca nó không tăng lên. Theo số liệu mới nhất từ Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 Bắc Giang, hai ngày qua, tốc độ xét nghiệm và truy vết các ca nhiễm của địa phương đã được cải thiện hơn 20.000 mẫu mỗi ngày. Có thể thấy, bằng nhiều hình thức, từ nhân lực tới vật lực, quá trình chi viện của Trung ương và các địa phương đã giúp Bắc Giang bước đầu vượt qua những trở ngại trong công cuộc đấu tranh với dịch bệnh lần này. Điểm đáng chú ý trong đợt dịch lần này ghi nhận hệ số lây nhiễm rất cao do cùng lúc xuất hiện hai biến chủng SARS-CoV-2 mạnh nhất hiện nay đến từ Ấn Độ và Anh. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 lây truyền trong không khí và môi trường kín. Kết quả giải trình tự gen virus SARS-CoV-2 mẫu bệnh nhân đợt dịch lần này cũng tại nhiều địa phương cho thấy hầu hết những bệnh nhân nhiễm biến chủng SARS-CoV-2 của Ấn Độ. Do đó, các chuyên gia đã khuyến cáo mọi người thực hiện nghiêm túc các biện pháp 5K, trong đó đeo khẩu trang đúng cách, khử khuẩn, giữ khoảng cách. Đây cũng là cách ủng hộ và cổ vũ tinh thần chống dịch cho tuyến đầu mà những sự hy sinh thầm lặng đang diễn ra hàng ngày. Họ đã làm việc không biết mệt mỏi, chưa bao giờ câu nệ than thân. Như thông lệ, 20 tối hàng ngày, nhóm sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lại tập trung để nhận phân công tới các điểm lấy mẫu xét nghiệm. Các anh chị ơi, hiện tại đang thiếu 5 sinh viên ạ. Có anh chị nào có đủ sức khỏe để mình đi không ạ? Cùng với nhiều đoàn công tác khác, các em đã tới Bắc Giang được gần tuần này. Đợt chi viện cho Bắc Giang lần này, hơn 200 sinh viên của trường đã xung phong ra tuyến đầu. Điểm xét nghiệm hôm nay là một khu dân cư lớn tại thành phố Bắc Giang với hơn 1.000 mẫu. Cũng bởi có kinh nghiệm và sự chủ động, toàn bộ quá trình lấy mẫu xét nghiệm cho bà con cư dân diễn ra rất suôn sẻ. Đầu tiên là bọn em sẽ phải hỏi lại tên để xác nhận xem đấy có phải là bệnh nhân cần xét nghiệm hay không. Sau đó bọn em sẽ hướng dẫn người ta để cách lấy mẫu ạ. Mỗi tổ bọn em thì sẽ có một ekip làm riêng và mỗi người sẽ có một những người sẽ có một công việc riêng, ví dụ như là mấy bạn lấy mẫu ghi và có bọn em là phân luồng thì mọi người sẽ phải giãn cách ra 2 mét, mỗi người khoảng cách ít nhất là 2 mét để không có trường hợp là lây nhiễm chéo với nhau. 12 giờ đêm khi những mẫu xét nghiệm cuối cùng đã hoàn tất, cả nhóm mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Dù mệt, nhưng ánh mắt của những y bác sĩ tương lai này vẫn tràn đầy nhiệt huyết và một niềm tin chiến thắng trước dịch bệnh. Thì cái cảm nhận của em khi được mà chung tay với mọi người trong cái việc mà hỗ trợ địa phương phòng dịch ấy, thì em thấy thế nào? Thì em nghĩ đây là một việc tốt, cũng có thể giúp đỡ cho mọi người. Đấy. Kiểu vượt qua Bắc Giang, vượt qua được cái đợt dịch này, em cũng có phần một ít thôi, nhưng mà cũng không nhiều, nhưng mà được một ít. Gần 1 giờ sáng, chuyến xe chở nhóm sinh viên cuối cùng mới về đến khu tập trung. Đêm nay, trời Bắc Giang có mưa, cơn mưa dù to nhưng cũng chỉ đủ để hạ nhiệt cái nóng gay gắt của những ngày đầu hè, mà không hề làm suy giảm nhiệt huyết của các sinh viên trẻ nơi tuyến đầu chống dịch. Vâng, chúng ta đã chuẩn bị cho kịch bản có tới 30.000 ca mắc COVID-19, gấp hàng chục lần con số hiện tại qua cả 4 đợt dịch. Nhưng đó sẽ là tình huống xấu nhất không ai muốn và cố gắng không thể xảy ra bởi lo ngại về sức chống chịu của ngành y tế cũng như nền kinh tế của cả đất nước và mỗi gia đình. Nên dù hiện tại không phong tỏa diện rộng như những đợt dịch trước, nhưng mỗi người dân Việt giờ đang thực sự bước vào cuộc chiến cam go nhất.